I'm ready for the first home game. Are you? Xin chào các khán giả của truyền hình FPT và FPT Play. Chúc mừng quý vị và các bạn là những hình ảnh được trực tiếp trên nhà thi đấu CS, sân nhà của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Và ngày hôm nay họ sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại mùa giải thứ 9 ABL. Và đây là bảng xếp hạng của hai đội bóng. Họ chưa thi đấu một trận đấu nào và đây sẽ là cuộc đối đầu đầu tiên giữa Sài Gòn Heat cùng với CS9 đại diện đến từ Indonesia. Trước khi đến với diễn biến của trận đấu này, chúng ta cùng đến với thể thức thi đấu ở mùa giải năm nay đã có những sự thay đổi. 10 đội bóng sẽ được chia làm hai bảng đấu. Mỗi bảng đấu các đội bóng sẽ gặp gỡ nhau 4 lần với những đội bóng cùng bảng và 2 trận với những đội bóng khác bảng. Ở mùa giải năm nay thì có đến 8 đội sẽ được vào playoff và điều đó sẽ gia tăng cơ hội để thi đấu và tham gia vòng đấu playoff hơn dành cho những đại diện ở mùa giải năm nay. Và ngoài ra thì kể từ loạt tứ kết sẽ là các loạt trận BO3 cho đến bán kết. Đến chung kết chúng ta sẽ có loạt trận BO5 giữa hai đội xứng đáng nhất có mặt tại trận đấu cuối cùng của giải IBL. Và trên màn hình của chúng ta đó là những sự so sánh giữa hai đội bóng. Ở trong mùa giải 2017-2018 thì huấn luyện viên Carl Julius đã có những tài năng để giúp cho Sài Gòn Heat có mặt ở vòng playoff, đó chính là Moses Morgan, Akeem Scott và Maxi Esu. Bên phía của CS9 là những cái tên khá quen thuộc như Kenny Awan, Hidayat và với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nugroho. Ngoài ra thì họ còn có một cầu thủ chìa khóa nữa, đó chính là Mario Gusan, người hiện tại đã chuyển sang World Warriors. Và bây giờ thì chúng ta đến với màn chào sân của đội khách trong ngày hôm nay. Các cầu thủ CLS này đại diện đến từ Indonesia và đang có được một sự bổ sung đầy chất lượng ở mùa giải năm nay để hướng đến việc vượt qua được regular season và tiến vào playoff. Rất đáng chú ý. Và bây giờ hãy cùng chào đón các cầu thủ của đội nhà chúng ta. Ladies and gentlemen, please welcome Sài Gòn Number 2, Henry Nguyen. Number 34, Tim Wang. Number 8, Mr. Wiggle, Trần Đăng Khoa. Number 11, Đinh Thành Sang. Number 20, Christopher Ducker. Number 1, Trevon Hughes. Number 12, Justin Young.
number 22, Corey Celia. Number 33, Kyle Mara. Our captain, number 13, Murphy Banasauji. And the head coach of Saigon Heat is Mr. Kyle Julius. Assistant coach is Mr. David Singleton. Xin được giới thiệu giám sát viên và tổ trọng tài của trận đấu ngày hôm nay. Commissioner and referees for this game are Mr. Lê Việt Đức, Mr. Brida Mongmi, Mr. Jonard Garcia, Mr. Wei Chong Chu. Và xin mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng đứng dậy để làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, we ask that you all please rise for the national anthem. Quốc ca. Xin cảm ơn các bạn cổ động viên và xin mời hai đội bắt tay nhau. Two teams, please shake hands. Nhà thi đấu CIS sau 7 tháng có thể nói là rời xa những âm thanh quen thuộc thì giờ đây đã trở lại với sự cuồng nhiệt và sức nóng vốn có của mình. Đây cũng sẽ là một thứ vũ khí mà thầy trò Kyle Julius sẽ sử dụng để góp phần mang đến những màn trình diễn tuyệt vời trên sân nhà CS ở mùa giải năm nay. Và ngày hôm nay bên phía các cầu thủ Saigon Heat đang có những gương mặt hoàn toàn mới và hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn cực kỳ hấp dẫn và thú vị dành cho tại thì hai đội đang bước đến những màn khởi động cuối cùng để chuẩn bị hướng đến trận đấu trên sân CIS. Phát biểu trước trận đấu đầu tiên của Saigon Heat ở giải IBL 9 thì huấn luyện viên Kyle Julius đã đánh giá rằng đối thủ lớn nhất của Saigon Heat ở trong mùa giải năm nay chính là bản thân của họ. Nếu như có thể thể hiện đúng với những gì mà mình có thể làm thì Saigon Heat hoàn toàn có khả năng tiến sâu và làm được những điều vô cùng bất ngờ ở trong giải đấu năm nay. Ngoài ra thì huấn luyện viên người Canada cũng đánh giá rất cao những cái tên như là Hong Kong Eastern, Bono Vampire hay là Macau Black Bear. Đây là huấn luyện viên đã từng gắn bó với Saigon Heat ở trong mùa giải năm ngoái, Kyle Julius. Chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm người Canada. Ở bên kia chiến tuyến thì COS này đã chia tay những trụ cột của họ ở mùa giải trước, đó là huyền thoại Mario Wilson hay ngoại binh Brian Williams để mang về cho mình những sự bổ sung chất lượng ở mùa giải năm nay, trong đó đáng chú ý nhất là bộ ba đó là Brandon J.
Jawato, ngoài bên Stephen Hurt và Maxi Iso. Đây sẽ là đội hình ra quân của Sài Gòn Heat trong ngày hôm nay, gồm cầu thủ áo số 1 Trevon Hill, số 12 Justin Young, số 33 Kai Barron, số 13 Murphy Bernatowski và số 22 Corey Celia. Đây đều là những gương mặt rất đáng chờ đợi của Sài Gòn Heat. Còn bên kia chiến tuyến thì câu lạc bộ COS9 Indonesia sẽ xuất phát với những cái tên, đó là số 41 Stephen Hurt, số 0 Monte Brandon, số 5 Wong Waylon, số 18 Maxi Eso và số 3 Brandon Jaquato. Ở mùa giải trước thì Sài Gòn Heat đã có được cả hai chiến thắng trong hai lượt đấu với đại diện của Indonesia. Và ngày hôm nay trong trận đấu ra quân thì chắc chắn rằng các cổ động viên của ông 30 sẽ tiếp tục hy vọng về một kết quả có lợi dành cho đội chủ nhà trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Sài Gòn Heat sẽ khoác trang phục toàn trắng để thi đấu với câu lạc bộ CS9 Indonesia, những người cũng được biết đến với màu áo chủ đạo là màu tím, và họ cũng sẽ thi đấu với màu áo này, áo tím quần tím. Với những cái tên đã có mặt trong đội hình xuất phát thì Kai Barron sẽ thi đấu ở vị trí trung phong. Hai tiền phong của chúng ta đó sẽ là Justin Young cùng với Bernatowski, và hai hậu vệ dẫn bóng đó là Corey Celia và Trevon Hills. Trước khi bước vào trận đấu này thì chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến từ huấn luyện viên Kevin Jokic, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Cần Thơ Catfish, và ông đánh giá rằng Trevon Hills là một bản nâng cấp tuyệt vời hơn so với cầu thủ Akeem Scott ở mùa giải trước. Và chúng ta sẽ chờ xem Akeem Scott giờ đây đã được thay thế bởi Trevon Hills, và người đang dẫn bóng chúng ta đó chính là người được huấn luyện viên Jokic đánh giá rất cao, Trevon Hills. Bernatowski, đây là một tiền phong có khả năng ném bóng xa rất tốt, và cú ném đầu tiên của Bernatowski không có 3 điểm cho Sài Gòn Heat. Thật đáng tiếc cho các cầu thủ của chúng ta. Và người đang dẫn bóng cho CS này đó là Wong Waylon. Stephen Hurt, Maxi Iso đối mặt với Bernatowski, và một pha xoay trở tốt mang đến 2 điểm đầu tiên cho CS này. Đó là một khởi đầu khá thuận lợi dành cho đội khách. Tuy nhiên Sài Gòn Heat sẽ có pha tấn công tiếp theo của mình cho Von Hills. Kai Barron tiếp tục bóng trở lại với cầu thủ áo số 1 Bernatowski. Tình huống ngăn cản tốt đến từ Maxi Eso, cầu thủ đang có những phút thi đấu khá tốt trong ngày trở lại với đội chủ sân CIS. Và Maxi Eso vẫn đang gây ra khá nhiều khó khăn cho Sài Gòn Heat trong cái đợt tấn công đầu tiên của mình. Trevon Hill vẫn là điểm đến của những tình huống lên bóng của đội chủ nhà. Kai Barron không được, rất đáng tiếc. Hai tình huống ném ba đầu tiên của Sài Gòn Heat đều không có được độ chuẩn xác cần thiết, và có vẻ các cầu thủ chưa thực sự ném vào tay. Đúng là như vậy, khi mà cảm giác bóng trong cả hai tình huống dứt điểm đầu tiên của chúng ta đều chưa thể tạo được điểm số cho đội chủ sân CS. Đây là Waylon, cơ hội dành cho CS này. Một cảm giác bắn tốt ở cự ly trung bình trong pha lên rổ vừa rồi. Đó là kinh nghiệm của cầu thủ đã từng hai lần giành danh hiệu đội bình xuất sắc nhất mùa giải của IBL năm 2014 và 2016. Bernatowski rất tốt. Đó là tình huống lên bóng của Kai Barron, và sẽ có hai tình huống ném phạt cho Sài Gòn Heat. Một pha bóng rất nỗ lực đến từ Kai Barron cùng với trước đó là Justin Young. Justin Young đã rất nỗ lực để truyền quả bóng cho Bernatowski, và cầu thủ áo số 3 cũng có pha xử lý đầy điệu nghệ để tạo ra cơ hội cho Kai Barron. Hai tình huống ném phạt đầu tiên ở trận đấu này sẽ thuộc về Sài Gòn Heat. Cầu thủ áo số 33 sẽ là người thực hiện. Và đây là cơ hội để cho chúng ta mở được tài khoản điểm. Tuy nhiên một tình huống ném phạt đầu tiên chưa thành công. Barron cần có một cơ hội nữa. Tình huống ném phạt thứ hai là tốt, và chúng ta đã có điểm số đầu tiên ở trong trận đấu này. Tiếp tục là được lên bóng dành cho CS9 Indonesia. Đây là Stephen Hurt. Cú ném bóng chạm vành rổ, nhưng vẫn là các cầu thủ CS9. Cơ hội rất lớn dành cho Stephen Hurt, và điểm số tiếp theo của đại diện Indonesia. Một pha lên rổ thành công, và tỷ số đang là 6-1 về phía CS9. Họ đang có khởi đầu tương đối tốt trong trận đấu này. Barron, cơ hội dành cho Sài Gòn Heat.
Bernardowski. Đó chính là điều mà chúng ta chờ đợi ở lối chơi small ball của huấn luyện viên Kyle Julius. Bóng được đẩy ra vị trí không độ thuận lợi và Bernardowski đã thực hiện tốt công việc của mình. Tình huống đáp trả đến từ CS này vẫn còn, đó là tình huống rebound, tuy nhiên pha diễm lại không tốt. Rất quyết liệt pha tranh chấp giữa cầu thủ áo tím và Byron. Và cuối cùng thì số 0 của CS9 đã lập công, đó là Brandon. Trevor Hill ném 3. Tuyệt vời! 3 điểm tiếp theo dành cho Trevor Hill. Một pha dứt điểm rất tốt của Trevor Hill. Cảm giác bắn 3 đang trở lại với Sean Hitt. Và đó là điều cực kỳ quan trọng đối với đàn quân của cầu Julius. Tỷ lệ ném 3 của chúng ta lúc này đã được nâng lên thành 50%. Maxi Azu, một tình huống xử lý đến từ Maxi Azu. Và đó là end one dành cho cựu cầu thủ của Sài Gòn Heat sau khi Trevor Hill đã có một tác động không cần thiết ở pha bóng cuối cùng. Sút ngang lưới của Maxi Azu trong tình huống vừa rồi là đủ để vượt qua được Trevor Hill, người có một thể hình có vẻ như là thua kém hơn khá nhiều. Maxi Azu trong ngày trở lại CIS đang thi đấu rất tốt với những điểm số liên tiếp dành cho CS9 Indonesia. Đó đã là điểm số thứ 5 mà Maxi Azu ghi cho đại diện của Indonesia. Trevor Hill vẫn là cầu thủ lên bóng áo số 1 của đại diện áo trắng. Trevor Hill, Bernardowski tuyệt vời, thêm một cú ném 3 xuất sắc nữa đến từ cầu thủ người Canada. Và cầu thủ con cưng của huấn luyện viên Kyle Julius đang liên tiếp lập công cho Sài Gòn Heat 10-11 rồi. Và chúng ta đang còn thấy phòng ngự thành công hôm nay. Maxi Azu với một tình huống bắn túc ở cự ly trung bình. Đó là điều mà chúng ta đã thấy quá quen thuộc ở mùa giải trước. Nhưng đây là câu trả lời của Sài Gòn Heat. Tiếp tục là Bernardowski. Tuy nhiên không được rồi. Trước đó thì trọng tài đã thổi còi với lỗi của Maxi Azu dành cho Bernardowski. Với việc cầu thủ người Canada liên tục có hai cú ném 3 thành công thì các cầu thủ CS này dường như đang tập trung phạm lỗi chủ động với cầu thủ mang áo số 13, Trevor Hills. Bóng không đến được vị trí của Kai Barron nhưng tiếp tục là lỗi của đại diện áo tím. Chúng ta đang dần lấy lại được thế trận của mình. Và những cơ hội đang liên tiếp đến với Sean Hitt sẽ là một tình huống phát bóng ở cuối sân dành cho đội chủ sân CIS. Người thực hiện sẽ là Justin Young. Tình huống phối hợp không tốt và đây là cơ hội phản công cho CS này. Quay long, rebound không tốt, bóng trở lại với Sài Gòn Heat. Đây là cơ hội dành cho Trevor Hill. Tình huống vượt qua của Trevor Hill, tuy nhiên và đưa bóng lại phía sau lại không thành công của cầu thủ áo số 1. Một pha xử lý chưa thực sự vượt qua đến từ Sài Gòn Heat. Đây là Maxi Azu. Và tiếp tục là có 2 điểm cùng với N1 dành cho cầu thủ mang áo số 13 bên phía đối phương. Như vậy chính xác là số 18. Corey Siria đã hoàn toàn bất lợi trước thể hình to lớn của Maxi Azu. Maxi Azu vẫn đang tiếp tục mang về nhiều điểm số dành cho đội bóng xứ bản đảo. Các cầu thủ Sài Gòn Heat cần phải có những sự hỗ trợ tốt hơn trong khâu phòng ngự đối với những cầu thủ thấp bé như Celia hoặc là Trevor Hills. Điều đó thì chúng ta phải trông đợi vào cầu thủ đã 3 năm liên tiếp được đề cử là cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất, Justin Young. Cơ hội lên bóng dành cho Sài Gòn Heat. Điểm số hiện tại đang là 16-10 nghiêng về phía các hiệp sĩ đến từ Indonesia. Đây là Trevor Hills. Cầu thủ xử lý đối tượng số 1 của Sài Gòn Heat. Tuy nhiên đó là một pha ném bóng bật vào cạnh rổ. Đến lúc này thì Trevor Hills cùng với Kai Barron chưa thể hiện được mình quá nhiều so với Bernardowski. Ngô Quay Long, bóng out of bounds và quyền kiểm soát trở lại với Sài Gòn Heat sau quyết định của các trọng tài. Một quyết định có lợi dành cho Sài Gòn Heat và chúng ta sẽ có thêm một cơ hội nữa để tấn công. Ngô Quay Long đã từng thi đấu trong màu áo Singapore Slinger và có 2 mùa giải giành được danh hiệu MVP nội địa. Celia, Justin Young, cột nhập bán rổ của đối phương không thành công, nhưng đó là tip in không tốt của Kai Barron. Vẫn là một cảm giác
và dứt điểm chưa thực sự tốt đến từ Baron. Chúng ta hy vọng rằng nó sẽ được cải thiện trong phút tiếp theo. Còn đây là cầu tấn công dành cho CS9. Đó là điểm số đầu tiên của Brandon Jawato, một tân binh mới của CS9 mùa giải năm nay. Cầu thủ đã từng có những năm tháng thi đấu tại NCAA. Tuy nhiên Sơn Hiệp đang có cầu đáp trả của Đun không thành công, rất đáng tiếc, lại thêm một pha bắn bà hỏng hoàng nữa đến từ đồng quân của Kyle Julius. Sự tự tin đang dần mất đi với đoàn quân của Kyle Julius, họ cần phải cải thiện điều đó ngay lập tức. Và để bóng đè rổ, nhưng cuối cùng thì cầu thủ bên phía của CS9 cũng đã dứt điểm thành công. Đó là hai điểm tiếp theo của Stephen Hurt. Ở trong tình huống bị đổ đè vừa rồi của đối phương thì Sơn Hiệp cũng không thể kịp phản ứng để phòng ngự, cho nên đã tạo ra cho cầu thủ này một cơ hội để dứt điểm. Một pha bóng ba từ rất xa đến từ Bernatowski. Tuy nhiên lần này thì chúng ta đã không gặp may. Dưới áp lực thời gian thì Bernatowski buộc phải dứt điểm từ rất xa. Brandon. Lúc này trên sân của CS9 có đến hai cầu thủ mang tên là Brandon. Tình huống đột phá bản rổ. Rất một tình huống cướp bóng đến từ Bernatowski, và đây là cơ hội dành cho Trey Von Hill. Chúng ta đã cố gắng vượt qua đối thủ với tình huống solo của Trey Von Hill. Celia không thành công, quá đáng tiếc. Maxi Aso chờ rất nỗ lực trong tình huống vừa rồi và tiếp tục bóng dành cho CS này. Vòng quay long, cơ hội để ném ba không được, và các cầu thủ Sao Hiết đã giành lại bóng rất tốt. Đó là tình huống rebound thành công đến từ Bernatowski, và lại là Trey Von Hill. Tiếp tục là cầu thủ số 1 chúng ta, và Celia 13-20 dành cho Sài Gòn Heat. Tình huống ném 3 thành công thứ 3 trong trận đấu này của Sài Gòn Heat. Quang Quay Long đang là người giữ bóng cho Ngài. Tiếp tục là tình huống tầm bóng của Brandon. CS9 vẫn đang từ từ hạ vào rổ của Sài Gòn Heat. Tuy nhiên thời gian đã hết, và đó là một tình huống bắn không thành công của Maxi Aso. Nó tạo tiền đề dành cho Sài Gòn Heat có thể phản công. Đây là try ball. Một pha xử lý đúng chất của một trung phong, và Kai Barron ghi thêm 2 điểm cho Sài Gòn Heat. Điểm số lúc này là 15-20, cách biệt chỉ còn là 5 điểm mà thôi. Một tình huống dứt điểm rất tốt đến từ Barron, và điểm số hiện tại đứng quán xuống còn 5 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Tiếp tục là cơ hội của CS9. Tuy nhiên họ đang gặp rất nhiều khó khăn trước sự đeo bám đến từ Justin Young. Và dứt điểm của Lý Trung Bình không thành công, vẫn còn đó là một tình huống thi đấu đến từ Jawato. Một pha xử lý muốn mượn cơ thể của cầu thủ Sài Gòn Heat để có bóng từ cuối sân. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý này của Jawato. Và quyền hủy cũng đã được đưa ra. Sau khi hơn 6 phút của trận đấu đã trôi qua thì đến lúc này Maxi Aso đang là người dẫn đầu về danh sách ghi điểm của trận đấu này với 10 điểm đã ghi được. Trong khi đó thì ở bên kia chiến tuyến, Bernatowski là người thi đấu tốt nhất với 2 tình huống ném 3 thành công và có được 6 điểm cho Sài Gòn Heat. Trevor Hills cùng với Corey Celia là những người đã có được 2 tình huống ném 3 thành công khác cho đại diện của Việt Nam. Trong những phút thi đấu đầu tiên, chúng ta đang chứng kiến được một sự quay trở lại phải nói là rất mạnh mẽ đến từ Maxi Aso. Anh ta vẫn đang giúp cho đại diện đến từ xứ bạn đảo có được nhiều điểm số. Điều đáng tiếc bên phía Sài Gòn Heat là ngoại trừ Bernatowski thì cảm giác dứt điểm đến từ Byron hay là Trevor Hills đều chưa thực sự tốt. Nó khiến cho chúng ta bỏ qua khá nhiều cơ hội đã có được. Dù vậy thì khoảng cách hiện tại vẫn đang ở trong phạm vi cho phép. Bernatowski giờ đây đang có được cho mình 8 điểm. Tỷ lệ field goal của cầu thủ người Canada đến lúc này là khá tốt với 60%, 3 tình huống thực hiện thành công trong 5 cú ném của mình. Và sau khi hội ý thì chúng ta thấy được sự xuất hiện của Sang Đinh, nhà vô địch VBA mùa giải 2018 cùng với Cần Thơ Catfish. Và giờ đây thì Sang Đinh sẽ được có màn chào sân với ABL, cùng với đó là Chris Diaker, những sự thay thế cho Justin Young và Corey Celia. Một pha tấn công không thành công đến từ CS9, và đây là cơ hội dành cho Sài Gòn Heat. Trey Von Hill, một pha dứt điểm từ ngoài vòng bán nguyệt không thành công đến từ số 1 của ông 30.
Brandon đang là cầu thủ rebound rất tốt bên phía CS2. Đến lúc này anh đã có được 8 tình huống rebound sau pha bắt bóng vừa rồi. Wong Wei-long, tình huống có bóng tốt. Bernatowski đã giành lại quyền kiểm soát cho Sago Hit. Đây là cơ hội dành cho Javon Hills. Tiếp tục là Byron. Và đó là tình huống end one dành cho Sago Hit. Đó chính là thứ mà các cổ động viên của Sài Gòn Heat muốn trông thấy trong ngày hôm nay. Một tinh thần thi đấu quyết liệt của Kai Barnes, đánh thẳng vào bảng rổ của đối phương và câu lỗi thành công, đồng thời ghi 2 điểm. Sẽ có thêm một tình huống ném phạt cho cầu thủ mang áo số 33. Một cơ hội quá tốt để chúng ta tiếp tục rút ngắn khoảng cách về mặt điểm số xuống chỉ còn là 2 điểm. Hiện tại đang là 17-20. Nhưng như đã nói thì Byron vẫn có một pha ném phạt nữa. Và anh làm rất tốt nhiệm vụ của mình, 18-20 dành cho Sài Gòn Heat. Lúc này thì trên sân bên phía CS2 cũng chỉ còn lại hai ngoại binh, đó là Brandon và Maxi Iso. Trong khi đó thì những người còn lại là Dukroho, Sandy và Hidayat. Tình huống xử lý dành cho Maxi Iso, một pha dứt điểm rất tốt của Maxi Iso. Anh vẫn fade away rất khó của Maxi Iso và anh có thêm 2 điểm cho CS9. Vẫn đang là người dẫn đầu về danh sách ghi điểm của trận đấu này cũng như là của đội bóng áo tím. Đã có lỗi của Hidayat với Trevor Hills. Tình huống cầu lỗi rất tốt của cầu thủ dẫn bóng áo số 1 bên phía đại diện của Việt Nam. Đó đã là lỗi cả đồng đội thứ tư của Dương Kỷ Bình. Vâng, và chỉ cần thêm một lỗi đồng đội nữa thôi thì đội bóng áo tím sẽ phải chịu ném phạt trong những tình huống tiếp theo. Đây là Trevor Hills. Thời gian còn lại của hiệp một đang là 1 phút 25 giây. Cơ hội dành cho Sài Gòn Heat, Trevor Hills không thành công, không có đó là một quả đánh. Một đội bóng rổ rất tuyệt vời đến từ Byron. Kai Byron đang chơi cực kỳ thăng hoa trong những phút vừa qua. Sau khi hội ý thì cầu thủ này ghi liên tiếp 5 điểm cho Sài Gòn Heat. Kai Byron, Dukroho đã khôn khéo ghi thêm 2 điểm cho CS này. Tuy nhiên là thời gian vẫn còn dành cho chúng ta ở trong hiệp một này, vẫn còn hơn 50 giây. Trevor Hills, một pha điểm từ rất xa đến từ Kyle Barron không thành công. Hơi đáng tiếc dành cho Sagan Hit, một pha điểm từ quá xa nên hơi thiếu một chút sự chính xác. Vẫn còn đó là cơ hội dứt điểm dành cho CS9 và Nukroho đã tiếp tục ghi thêm điểm dành cho đại diện đến từ xứ bản đảo. Trevor Hills bắn ở cự ly trung bình không thành công, thật đáng tiếc cho cầu thủ áo số 1. Và giờ đây bóng trở lại với đại diện của Indonesia. Người đang cầm bóng đó là Brandon. Có vẻ như họ đang muốn tận dụng hết thời gian còn lại của thi đấu đầu tiên. Vẫn còn 10 giây để tấn công đây, và đó là tình huống nỗ lực đến từ Brandon. Một pha phòng ngự rất tốt đến từ Kai Barron và cơ hội dành cho Thanh Sang. Một pha dứt điểm chăng, một đường chuyền tốt và Kyle Barron không thành công. Quá đáng tiếc cho Sài Gòn Heat. Đáng lẽ chúng ta nên có được 2 điểm cuối cùng nếu quyết điểm của Kyle Barron đi vào rổ. Nhưng dẫu sao thì trận đấu đầu tiên cũng đã kết thúc với tỷ số lúc này là 20-24. 4 điểm cách biệt tạm thời nghiêng về cho đại diện của Indonesia. Như vậy chính xác sau khi cập nhật thì Indonesia đang dẫn trước chúng ta 6 điểm. Kết quả của thi đấu đầu tiên là 26-20 nghiêng về CS này. Sago Hit đã có một cái đầu tương đối chật vật trước đối phương và họ đã tưởng chừng như lấy lại được cảm giác ghi điểm trong thời gian cuối hiệp 1. Nhưng đáng tiếc rằng những sự vùng lên cũng rất mạnh mẽ của CS này đã khiến chúng ta vẫn đang bị dẫn có khoảng cách là 6 điểm. Nhưng không sao cả, trận đấu vẫn còn rất dài phía trước và hy vọng rằng trong những phút thi đấu tiếp theo thì Sài Gòn Heat sẽ có được một cảm giác bắn ba tốt hơn. Và lúc này thì tỷ lệ field goal của đội chủ nhà đang thấp hơn đối thủ với 38%. Ở bên kia chiến tuyến thì đội bóng của Indonesia có 57% field goal. Họ chưa ném ba thành công lần nào trong trận đấu này. Tuy nhiên tỷ lệ dứt điểm trong phạm vi trung bình của đại diện Indonesia là rất cao, 70%. Trong khi đó thì của chúng ta chưa đạt được 50%, chỉ là 42% dành cho đại diện của Việt Nam. Điều đó đã chứng tỏ rằng hàng phòng ngự của Sài Gòn Heat ở trong những trận đấu đầu tiên đang chưa thể làm tốt trong những tình huống chống đối phương xâm nhập vào vòng bán nguyệt. Và chúng ta đang chứng kiến được một phong độ ổn định đến từ Maxi Iso. Ngoài ra thì những đội binh của Indonesia đó
là Nugroho cũng đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Có một chỉ số khác mà đại diện của Việt Nam, Sài Gòn Heat cũng kém hơn đối thủ ở hiệp thi đấu đầu tiên, đó chính là rebound. Đến lúc này thì CS9 đã có được đến 17 tình huống rebound, trong khi đó thì Sài Gòn Heat mới chỉ 3 lần rebound thành công mà thôi. Và người đang làm rất tốt nhiệm vụ rebound đó chính là Brandon Dakian, đã cán mốc 10 pha rebound. Maxiaso vẫn là người đang khiến cho những cổ động viên Sài Gòn Heat cảm thấy rất khó diễn tả được cảm xúc khi anh đang là người dẫn đầu danh sách ghi điểm của CS Nigeria với 12 điểm. Tỷ lệ field goal đang là 5/7, một tỷ lệ field goal rất tốt và đang cho thấy cảm giác cực kỳ hiệu quả của Maxiaso. Hiệp hai đã trở lại với chúng ta với đợt lên bóng đầu tiên dành cho CS Nigeria. Đây là Hidayat. Stephen Hurt đối mặt với Kai Barron. Phòng ngự rất khó chịu. Hidayat ném vào cự ly trung bình không thành công, và đó là tình huống rebound tốt của Kai Barron. Và đây là Bernatowski vượt qua được Brandon. Chúng ta vẫn đang tiếp tục được pha tấn công này. Justin Young đã có lỗi của các cầu thủ COS này, và các trọng tài cho rằng đó là lỗi của Sandy, cầu thủ mặc áo số 9 đối với Justin Young. Như vậy người phạm lỗi chính xác là Hidayat. Đó là lỗi cá nhân thứ hai của cầu thủ mặc áo số 11 bên phía đối phương. Tiếp tục là Bernatowski. Sang đinh, cơ hội để ném ba, nhưng đó là đường chuyền cho Bernatowski. Luân chuyển bóng rất tốt. Sang đinh hết giờ, rất đáng tiếc. Sự tập trung của các cầu thủ Sài Gòn Heat đã mất đi trong pha tấn công vừa rồi. Họ đã để đồng hồ đếm giây trôi về con số 0 mà không hề nhận biết. Đó là một tình huống rất đáng tiếc dành cho Sài Gòn Heat, và chúng ta sẽ phải tiếp tục phòng ngự trước pha tấn công này của CS9. Đây là Braden, người vẫn đang có được một khả năng rebound cực kỳ hiệu quả nhờ vào thể hình cũng như là khả năng chọn vị trí của mình. Hidayat cú bắn 3 thành công đến từ CS9. Đó là cú bắn 3 thành công đầu tiên trong trận đấu này của đội bóng đến từ Indonesia. Chúng ta chờ đợi màn tấn công của Sài Gòn Heat. Đây là Kai Barron. Chuyền bóng cho Bernatowski, đột nhập bản rổ của đối phương. Chuyền ra ngoài, Justin Young không được, rất đáng tiếc cho Sài Gòn Heat. Rất đáng tiếc khi mà những pha bắn ba chúng ta vẫn đang chưa tận dụng được Hidayat. Đây là Hurt, tiếp tục là Brandon. Brandon có một lối chơi rất khó chịu, nhưng vừa rồi là tình huống phòng ngự rất tốt đến từ Kai Barron. Tiếc rằng chúng ta không thể kiểm soát được quả bóng sau khi Kai Barron có một pha steal rất tốt đối với Brandon. Sang Hết thực hiện quyền thay đổi người, sang đinh ra nghỉ và trở lại sân là cầu thủ mặc áo số 1 Trevon Hill, cầu thủ dẫn bóng chính của Sang Hết kể từ đầu trận. Hy vọng rằng với sự trở lại của Hill thì những pha tấn công của Sang Hết trở nên bứt phá hơn. Đây là Brandon, tình huống chuyền bóng dành cho người đồng đội và pha dứt điểm là không thành công. Người đi vào thành công cho Sài Gòn Heat đó là Kai Barron. Và đây sẽ là câu trả lời của chúng ta. Kai Barron, Bernatowski vẫn đang gặp khá nhiều áp lực đến từ hàng phòng ngự của đối phương. Bernatowski không thành công. Tuy nhiên sẽ có hai pha ném phạt dành cho Sài Gòn Heat. Cơ hội để cho chúng ta có được những điểm số đầu tiên ở trong hiệp đấu thứ hai này. Và đó cũng sẽ là cơ hội để giúp cho Bernatowski có thể chạm mốc 10 điểm trong trận đấu này nếu như thực hiện hai quả ném phạt của mình thành công. Anh đang có được 8 điểm cho Sài Gòn Heat. Rất đáng tiếc cho Bernatowski. Bóng đã chạm vành rổ rất nhiều lần và trôi ra ngoài. Chúng ta vẫn chưa có được cảm giác tốt nhất cùng với sự may mắn trong những pha dứt điểm. Vẫn còn một tình huống ném phạt nữa, và lần này thì Bernatowski đã nâng được tổng điểm của mình ở trong trận này lên con số 9. 21-29 đang là điểm số hiện tại của trận đấu. Brandon vẫn là người lên bóng cho các cầu thủ CS2. Hidayat, Lucroho đã có tác động của Trevon Hill và trọng tài xác định quyền kiểm soát bóng sẽ thuộc về đội khách. Và bên phía CS9 đã thực hiện sự thay đổi người. Maxiaso đã được đưa trở lại. Đây là một mối hiểm họa với hàng phòng ngự của Sài Gòn Heat mà chúng ta cần phải đặc biệt cẩn trọng.
Tình huống nhận bóng của Messi. Tuy nhiên đó là một bóng cực tốt của sẽ còn hết. Cơ hội Diego. Tuyệt vời. Cristiano với một pha cướp bóng và xử lý cực kỳ tinh tế và khôn ngoan ở dưới bản rổ của đối phương. Câu end one cho Sài Gòn Heat. Chúng ta xem lại pha xử lý này. Như vậy là tình huống ném phạt sẽ đến trước với Chris Diaker. Đó là hai điểm đầu tiên của cầu thủ mang áo số 20. Và đây sẽ là cơ hội để nâng tổng số điểm của anh lên. Tuyệt vời. Một cú ném tốt của cầu thủ mang áo số 20. Và tỷ số lúc này là 24-29 dành cho Sài Gòn Heat. Pha tấn công 3 điểm vừa rồi chắc chắn sẽ giúp cho Sài Gòn Heat có thêm sự tự tin trong hiệp 2 này. Cơ hội dành cho Maxiaso đang phải đối mặt với bên Otowski và bây giờ là Hidayat. Và dứt điểm đến từ Stephen Hurt không thành công. Một tình huống rebound tuyệt vời của Justin Young. Đây là Travon Hills. Cơ hội tấn công của đối phương đã qua đi và chúng ta phải tận dụng tình huống lên bóng này để rút ngắn khoảng cách so với CS này. Travon Hills đột nhập bản rổ của đối phương, chuyền ra ngoài, Kai Barron, tổng tác giả rất tốt, Barron, hai điểm cho Sài Gòn Heat. Đã có liên tiếp những điểm số dành cho Sài Gòn Heat, cụ thể đây đó là con số 6 và chính 6 điểm này đã khiến cho CS Đài phải xin ngay quyền hội ý để làm giảm sự hưng phấn đến từ đội chủ nhà. Những người đang có được ủng hộ cực kỳ tuyệt vời đến từ chảo lửa CIS. Một loạt lên điểm liên tiếp của chúng ta đã khiến cho đối phương hoàn toàn choáng váng. Huấn luyện viên Rosen bên phía câu lạc bộ CS này cũng đã tung Maxiaso trở lại sân, nhưng chúng ta vẫn có được lợi thế trước khi bước vào khoảng nghỉ vì timeout của đối phương. Hiện tại thì ở trong hiệp 2 này chúng ta đang làm khá tốt nhiệm vụ, đó là ngăn chặn khả năng rebound đến từ cầu thủ bên phía CS này, và cụ thể đây đó chính là Brandon, người vẫn đang chỉ dừng lại ở con số 10 rebound ở cuối hiệp 1 cho đến thời điểm này. Tỷ lệ field goal của chúng ta cũng đã được cải thiện lên đôi chút với 40%. Đến lúc này thì các cầu thủ Sài Gòn Heat đã 9 lần thành công sau 22 cú ném về bản rổ của đối phương. Cách biệt của Sài Gòn Heat với đối thủ lúc này chỉ còn là 3 điểm và đó bằng đúng với một tình huống dứt điểm chính xác ở bên ngoài vòng bán nguyệt. Bernatowski, người đã có 2 lần thành công với những cú ném 3 của mình trong trận đấu này, sẽ là hy vọng để có thể cân bằng điểm số cho Sài Gòn Heat trong những phút sắp tới. Cũng chính Bernatowski là người vẫn đang giúp cho Sài Gòn Heat có được khả năng bám đuổi điểm số cực kỳ sít sao với CS này. Anh liên tiếp đóng góp vào mặt trận tấn công lẫn phòng ngự của ông 30. Và trận đấu chúng ta sẽ trở lại với quyền giao bóng dành cho CS này sau khi họ kết thúc thời gian hội ý. Và người được phân công giao bóng sẽ là Jaquato. Maxiaso. Maxiaso đang được theo kèm bởi Bernatowski. Đó là tình huống phạm lỗi đến từ Bernatowski, một pha cầu lỗ rất tốt của Maxiaso. Trong năm cái tên đang có mặt bên phía Sài Gòn Heat ở trên sân thì chỉ còn Justin Young là người chưa có được điểm số nào. Tiếp tục là Jaquato với tình huống phát bóng qua biên. Người nhận bóng là Wong Wai-long. Đối mặt với anh là Travon Hills. Wong Wai-long. Đây sẽ là cầu thủ dẫn bóng rất khó chịu. Truyền bóng tốt cho Stephen Hurt, nhưng đó là tình huống phòng ngự rất tuyệt vời của Bernatowski. Chính xác hơn là Kai Barons. Sau cùng thì Stephen Hurt vẫn có thể ghi 2 điểm cho đội khách. Đã có một tình huống mà như vậy là các trọng tài đang hội ý với nhau về quyết định thổi còi của mình. Dường như trọng tài ở sát đường biên ngang thì cho rằng Kai Barron đã bị phạm lỗi, nhưng trọng tài ở biên dọc lại nghĩ rằng tình huống phạm lỗi thuộc về đội chủ nhà. Chúng ta chờ quyết định sau cùng sau khi các vị vua áo đen hội ý với nhau. Vẫn là một thế trận cực kỳ căng thẳng giữa Sài Gòn Heat và CS này. Cách hiện tại vẫn là 5 điểm. Như vậy là các trọng tài quyết định lỗi sẽ thuộc về CS này. Những người được hưởng quyền giao bóng sẽ là đội chủ nhà Sài Gòn Heat.
Đó cũng là lỗi đồng đội thứ tư của đại diện đến từ Indonesia trong hiệp thi đấu thứ hai này. Trái với hiệp đấu đầu tiên thì số lần phạm lỗi đồng đội của Chelsea đến và tăng nhanh hơn. Hiện tại vẫn còn thời gian hiệp hai là khá dài. Đây là Bernatowski và di chuyển cực kỳ khó chịu của Bernatowski. Nhưng và kết hợp với Justin John lại không được như ý. Justin John thì tiến vào vòng bán nguyệt, còn Bernatowski thì muốn truyền ra ngoài để cho cầu thủ số 12 bóng 3. Thời gian của hiệp thi đấu thứ hai còn rất dài và chúng ta vẫn còn đủ thời gian để có thể giành lại lợi thế về mặt điểm số. Đây là Wong Wai Long. Sandy. Tình huống có khoảng trống dành cho Stephen Hurt. Anh quyết định nhả bóng cho Wai Long. Tiếp tục là Stephen Hurt với một thể hình cực kỳ tốt với những pha càng lướt, nhưng anh dứt điểm chưa thành công. Và người đã rebound đó là Justin John. Trevor Hills là người cầm bóng để triển khai thế tấn công cho Sài Gòn Heat. Tiếp tục là cầu thủ số 1 của ông 30 và xoay trở Biden. Đường chuyền tung Justin John. Đó là cách mà huấn luyện viên Kyle Juliet muốn các học trò của mình thể hiện. Một khả năng luân chuyển bóng tuyệt vời và cơ hội mở ra dành cho Justin John với 2 điểm bùng nổ nhà thi đấu CIS. Khoảng cách đây chỉ còn là 3 điểm và chúng ta vẫn đang phòng ngự cực kỳ rác trước Paxiasu. Một pha phòng ngự không thành công khi Asu vẫn có được một pha dứt điểm rất tốt ở cự ly trung bình. Trevor Hill đi bóng rất tốt, chuyền bóng cho Bernatowski, ném 3 không được. Rất đáng tiếc cho cầu thủ áo số 13, đây là Zawato. Liệu có câu trả lời của đại diện Indonesia? 2 điểm nữa dành cho CS Knights. Một mạch lên điểm khá đáng gờm đến từ CS Knights khi khoảng cách giờ đây lại được nâng lên thành 7 điểm. Thời gian còn lại của hiệp 2 là phân nửa và Sơn Hiếp vẫn còn cơ hội để rút ngắn khoảng cách. Tiếp tục là Bernatowski. Chúng ta cần phải chắc chiêu những cơ hội của mình hơn. Tiếp tục là Trevor Hill. Thời gian còn lại chỉ là 3 giây mà thôi và Sơn Hiếp cần phải nhanh hơn. Hơi mất thời gian đó và quyết định dứt điểm ở thời gian còn quá ít và Trevor Hill đã không thể thành công. Đây đã là lần thứ hai mà các cầu thủ Sài Gòn Heat trong trận đấu này hơi mất tập trung về việc kiểm soát quả bóng trong tình huống tấn công của mình. Thực tế mà nói thì Trevor Hill vẫn làm cho chúng ta chưa thể nguôi đi nỗi nhớ mang tên Kim Scott. Thì anh thi đấu chưa thực sự là hiệu quả so với những tân binh còn lại, nhưng không sao cả, thời gian còn rất nhiều và số lần turnover của đối phương vẫn đang nhiều hơn Sài Gòn Heat. Đây là cơ hội một pha steal thành công của Sài Gòn Heat và cơ hội thành công dành cho 30. Trevor Hill không thành công. Vẫn còn đó là cơ hội dứt điểm cho Bernatowski, nhưng người đi vào trong pha bóng vừa rồi lại là Stephen Hurt. Đúng tấn công của Sài Gòn Heat đã không thể mang về điểm số và họ sẽ phải đối mặt với pha lên bóng của đối phương. Zawato chuyền bóng cho Stephen Hurt, ném ở cự ly trung bình rất tốt, một cú ném quá tốt của Stephen Hurt và 2 điểm nữa dành cho CLS này. 37-28, cách biệt là 9 điểm dành cho đối phương. Sài Gòn Heat vẫn đang cố gắng để gia tăng điểm số của mình và đây là cơ hội để họ làm được điều đó. Justin John không thành công, nhưng vẫn còn đó là tình huống rebound tốt của chúng ta. Diaker và Justin John, 2 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Đó là tình huống phối hợp của bộ đội đã cùng nhau thi đấu tại VBA mùa giải năm nay và là hai cầu thủ phòng ngự khá tốt của chúng ta, Christian Kerr và Justin Young. Maxi Iso rất khó chịu, những tình huống đi bóng của cầu thủ áo số 18 bên phía đối phương thật sự là gây khó khăn cho cầu thủ của chúng ta. Và chính vì vậy mà chúng ta cần thêm thời gian để hóa giải những pha đi bóng đó. Đây là Bernatowski và đột phá thành công của Bernatowski. 32-39 dành cho Sài Gòn Heat. Cầu thủ áo số 13 đã có được số điểm bằng đúng với số áo của mình trong trận đấu này. 13 điểm dành cho Bernatowski và vẫn là người dẫn đầu về danh sách ghi điểm của Sài Gòn Heat cho đến lúc này. Bên kia chuyển tuyển thì CS9 đang có 14 điểm. Đó là Maxi Esu, người có được số điểm cao nhất. Và đó là một tình huống mà Brandon đã cầu lỗi thành công. And one dành cho CS9. Động tác spin move của Brandon đã khiến cho các cầu thủ Sài Gòn Heat phải phạm lỗi và người đã bị thổi phạt đó là Chris Diaker. Như vậy là huấn luyện viên Kyle Julius cũng đã yêu cầu quyền hội ý để sốc lại tinh thần cho các học trò của mình. Lúc này khoảng cách mà đối phương tạo ra cho đại diện của Việt Nam vẫn đang là 9 điểm
một khoảng cách rất khó chịu đến phần nhiều từ màn trình diễn vẫn đang rất ấn tượng của Maxi Eso trong màu áo của đội bóng mới. Cho đến thời điểm hiện tại thì ngoài Maxi Eso, Stephen Hurt cũng đang đóng góp khá nhiều cho CS này. Ngoài 8 điểm anh đã ghi thì cầu thủ này cũng có thêm 8 pha rebound và qua đó gần chạm mốc double double. Bên kia chiến tuyến thêm một cộng rebound, chúng ta vẫn chưa thể thực hiện một cách hiệu quả thì tổng cộng chỉ mới có 12 pha rebound so với 21 của đối phương. Chúng ta có đôi phần những lần đối phương với tỷ số tốt và có khả năng giúp bóng với 4 lần và có một cú block thành công. Tuy nhiên, điều mà các học trò của Kyle Julius phải cải thiện mạnh mẽ hơn đó là khả năng tấn công. Tỷ lệ field goal của họ đến lúc này vẫn đang ở mức dưới 50% với chỉ 41% thành công. Cùng với đó là khả năng dứt điểm ở cự ly trung bình cũng không được tốt so với đối phương với chỉ 57 so với 64% của đại diện đến từ Indonesia. Về khả năng bóng 3 thì Sơn Hiếp tạm thời nhấn đồng đối phương với 26% so với chỉ 14. Tuy nhiên đây vẫn là điểm mà Sơn Hiếp cần phải cải thiện bởi vì sau 15 pha bóng 3 thì họ mới chỉ thành công có 4 lần. Trận đấu sẽ trở lại với tình huống ném phạt của Brandon. Cú ném không thành công và Kai Barron đã rebound tốt. Khoảng cách hiện tại vẫn dưới 2 con số và đây là cơ hội để Sơn Hiếp đáp trả. Người thực hiện pha tấn công này đang là Kai Barron. Diaker đường chuyền dành cho Bernatowski không thành công. Thời đáng tiếc dành cho số 33 của chúng ta. Zawato. Đó là lời đáp trả của Zawato và nó thật sự quá chất lượng. 3 điểm tiếp theo dành cho CS9 và lúc này khoảng cách đã tăng lên thành 11 điểm. Chính xác là 12 điểm cho đại diện của Indonesia. Chris Diaker không thành công. Rất đáng tiếc và tiếp tục là một hội tấn công dành cho CS9. Họ đang có sự hưng phấn khi sở hữu chuỗi lần điểm khá tốt. Quay lòng là người cầm bóng. Anh vẫn đang cố gắng vượt qua sự rỉ cản của Diaker và Celia. Đây là Eso. Một tình huống băng bà rất tốt của Maxi Eso, 47-32. Chris Diaker đã không có đủ áp lực để ngăn cản Maxi Eso trong tình huống ném bao vừa rồi. Bernatowski, Justin Young, chuyền bóng cho Kai Barron. Tấn công bãi rổ của đối phương rất tốt. 2 điểm và end one dành cho cầu thủ áo số 33. Một tình huống end one vô cùng cần thiết bởi vì chúng ta đang cần nhiều điểm nhất có thể để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách so với đối phương. Một pha đột phá dưới bản rổ của đối phương và người đã phạm lỗi là Wong Wai-long. Thể hình yếu kém hơn so với Kai Barron đã khiến cho Wong Wai-long không có lựa chọn nào khác ngoài việc phạm lỗi với cầu thủ áo số 33 của chúng ta. Kai Barron lúc này đã có được 8 điểm và đây sẽ là cơ hội để nâng cao điểm số dành cho cầu thủ người Mỹ. Tỷ lệ free throw của Barron đang là 66% và hiện tại nó đã được tăng lên thành 75 sau 3 tình huống dứt điểm tốt trên 4 tình huống ném phạt của cầu thủ này. Và đây là lúc mà Sơn Hiếp phải phòng ngự trước giật lên bóng của đối phương. Quang Tô tiếp tục là sức càng lướt của số 3 và Stephen Hurt một pha dứt điểm của Lee Trung Bình không thành công, nhưng người rebound vẫn là Brandon. Khả năng rebound đang rất chất lượng đến từ số 0 của CS9. Và dứt điểm tốt ở dưới rổ đến từ cầu thủ Tân Minh của đại diện xứ Bán Đảo. Lúc này thì Kai Barron là người lên bóng cho Sơn Hiếp, vẫn là cầu thủ áo số 33. Chris Diaker, Bernatowski tuyệt vời. Đó là cú ném 3 chất lượng thứ 3 trong trận đấu này của Bernatowski. Bernatowski vẫn đang là đầu tàu trong chuỗi lần điểm của Sơn Hiếp và hy vọng rằng anh tiếp tục thể hiện được phong độ tốt để giúp cho Sơn Hiếp tiếp tục tắm đủ đối phương. Hiện tại tỷ số đang là 38-49 và phải dứt điểm ở ngoài vòng bán nguyệt, đó là Airborne. Người đã ném airball chính là Maxi Eso và trên khán đài đã ngay lập tức có những phản ứng dành cho cựu cầu thủ của Sài Gòn Heat.
Đây là Bernatowski, tiếp tục là sự đột phá của số 13 bởi phía xa con hết. Không được, một tình huống ném bóng bật bảng không thành công và đó là lỗi của Bernatowski. Lúc này thì có vẻ như các cầu thủ Sài Gòn Heat đã hơi vội vàng trong những quyết định tấn công của mình. Như vậy là huấn luyện viên Rosom cũng đã yêu cầu quyền hội ý thứ hai trong hiệp thi đấu thứ hai này. Hiện tại bên phía Sài Gòn Heat, ngoài Bernatowski đang có được 16 điểm thì Kyle Barron cũng đã có được 9 điểm cùng với 4 pha rebound. Justin Young, Trevor Hill và Celia cũng đã có được cho mình những điểm số đầu tiên với lần lượt là 4 và 3 điểm. Tuy nhiên hiện tại thì bên phía đối phương họ vẫn đang có được sự hiệu quả đến từ Maxi Esu, người đã có được 19 điểm qua đó dẫn đầu danh sách ghi điểm của trận đấu này. Stephen Hurt cũng chỉ còn thêm 2 điểm nữa để có được cho mình cú double double. Dù không thể làm tốt nhiệm vụ bắn ba, tuy nhiên số điểm mà bên phía CSNI có được ở trong vòng bán nguyệt đã lên đến 28, một con số cũng phải nói là khá ấn tượng dành cho đại diện của sư bạn đảo. Thời gian time out cũng đã hết, nhưng các cầu thủ đến từ Indonesia đang kéo dài khoảng thời gian này để bàn bạc chiến thuật của mình. Các trọng tài đã đưa ra những lời nhắc nhở cho huấn luyện viên Brian Rosom. Lúc này những người đang có mặt trên sân bên phía Sài Gòn Heat đó là Kyle Barron, Christy Oker, Justin Young, Corey Celia và Murphy Bernatowski. Trận đấu sẽ trở lại với tình huống ném phạt của Bernatowski trong pha bóng and one. Cú ném không tốt của Bernatowski. Và những người được phát bóng tiếp theo sẽ là đại diện đến từ Indonesia. Thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ hai đang là 26 giây và nó cũng gần như là ngang bằng với thời gian tấn công của CSNI. Nhiều khả năng thì sự ấy sẽ phải khép lại hai hiệp đấu đầu tiên với bất lợi bị dẫn trước đến từ CSNI. Hiện tại con số đó đang là 11 điểm. Biden vẫn đang quyết định sử dụng hết thời gian còn lại và một tình huống đột phá đây bất ngờ của Biden. Anh nâng được khoảng cách lên thành 13 điểm dành cho CSNI. Bernatowski còn lại 2 giây, cũng phải nhiễm từ rất xa của Bernatowski. Tuy nhiên không có một cú buzzer beater dành cho chúng ta. Và sau khi sẽ khép lại hai hiệp đấu đầu tiên với tỷ số đang là 38 và 51. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi trở lại với nửa sau của trận đấu đầu tiên trên sân nhà của Sài Gòn Heat tại ABL mùa giải thứ 9.
Vâng, một tràng pháo tay. Let's give it up for Sài Gòn Hot Girls.
các bạn cùng trở lại với nhà thi đấu CIS để chuẩn bị bước vào hiệp thi đấu thứ ba, trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sài Gòn Heat và CIS này. Đây là trận đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay của Sài Gòn Heat tại ABL mùa giải thứ 9, và cũng là trận đấu đầu tiên trên sân nhà dành cho ông 30. Sau qua hiệp đấu đầu tiên thì đến lúc này đội bóng của chúng ta đang tạm thời bất lợi về mặt điểm số, với cách biệt hiện tại đã là 13 điểm. Tỷ số lúc này là 38-51 nghiêng về đại diện đến từ Indonesia. Khoảng cách điểm số hiện tại đang cho thấy một điều, đó là Sài Gòn Heat chưa thật sự nóng máy ở trong trận đấu đầu tiên của giai đoạn mùa giải năm nay. Đặc biệt là những pha ném bao của họ đã chưa thể cho thấy được sự hiệu quả. Đã có khá nhiều lần ném bao của Sài Gòn Heat, mà cụ thể đây đó chính là 18 pha ném bao. Tuy nhiên Sài Gòn Heat chỉ thực hiện thành công có 5 lần và đạt cho mình tỷ lệ đó chỉ là 27% mà thôi. Điểm mạnh nhất trong lối chơi small ball của đoàn quân cầu Gillette chưa được thể hiện, cho nên đó là lý do khiến cho họ đang bị đối phương tạo ra một khoảng cách về mặt điểm số. Bên cạnh đó là khả năng phòng ngự của Sân Hit cũng chưa thể đảm bảo được sự chắc chắn, do màn trình diễn rất ấn tượng đến từ Maxi Aso và khả năng rebound có thể nói là khủng khiếp của Brandon, người đang có được cho mình cho đến thời điểm hiện tại đó là 11 pha rebound. Khả năng phòng ngự không tốt của đội chủ nhà cũng được thể hiện ở chỉ số field goal của đối phương. Lúc này thì đội bóng đến từ Indonesia đã có đến 64% những tình huống ném trung bình thành công. Sau 31 cú ném thì họ đã có đến 20 lần ghi điểm trong khu vực hình bán nguyệt của Sài Gòn Heat. Điều đó cũng góp phần mang đến hiệu suất ghi điểm tốt của họ ở mặt trận tổng thể, đó là 56% với 23 tình huống ghi điểm thành công sau 41 lần tấn công bản rổ của đối phương. Tuy nhiên khi có được cho mình khoảng 15 phút có thể nói là cực kỳ quý báu để nghỉ ngơi và sốc lại đội hình, thì chúng ta hy vọng rằng năm chàng trai của Sài Gòn Heat sẽ có thể trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Trên sân lúc này thì chúng ta cũng đã thấy xuất hiện nhiều gương mặt nổi tiếng cũng đến cổ vũ cho Sài Gòn Heat, trong đó có trung phong đã mang đến chức vô địch cho Cần Thơ Catfish. Như vậy là trận đấu đã chuẩn bị sẵn sàng để trở lại. Những người giao bóng đầu tiên sẽ là Sài Gòn Heat. Trevor Hill sẽ là người lên bóng cho đội chủ nhà. Trevor Hill đối đầu với Wong Wai Long, anh ta đã vượt qua được cơ hội dành cho Sài Gòn Heat. Và đây là cơ hội dứt điểm dành cho đại diện của Sài Gòn Heat, Trevor Hill. Cú ném ở cửa lưới trung bình. Sẽ có hai tình huống ném phạt dành cho cầu thủ áo số 1 của chúng ta sau tình huống phạm lỗi của Wong Wai Long. Chúng ta thấy được phản ứng của Maxi Eso không hài lòng với tình huống theo kèm của cầu thủ người Singapore. Sự thiếu chắc chắn của Wong Wai Long đã tạo tiền đề để cho Trevor Hill có được cho mình hai pha ném phạt. Và pha ném phạt đầu tiên thì số 1 của chúng ta đã làm rất tốt. Và chúng ta cũng là những người đã có được điểm số đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ 3. Hy vọng rằng việc thông đồng sớm ở hiệp báo này sẽ giúp cho khả năng ghi điểm của Sài Gòn Heat sẽ được tăng lên. 2 điểm dành cho cầu thủ báo số 1, và lúc này điểm số của anh đã là 5 điểm. Chúng ta đang bắt người ngay trên phần sân đối phương. Brandon, người đang theo kèm anh rất sát, đó là Justin Young. Stephen Hurt đối mặt với Kyle Barron. Trọng tài đã thổi phạt đối với một tình huống phạm lỗi. Có lẽ người bị thổi phạt đó là Corey Celia. Như vậy chính xác người phạm lỗi là Justin Young. Jawato, Stephen Hurt, Wong Wai Long, một tình huống backcourt violation. Chắc chắn đó phải là backcourt violation dành cho CS này. Và quyền kiểm soát bóng sẽ trở lại với đội chủ nhà. Một tình huống tác động có thể nói là rất tốt và kịp lúc đến từ Trevor Hill. Và anh ta đã giúp cho Sài Gòn Heat có được quyền cầm bóng. Benatowski, bóng lại đến với Trevor Hill. PG của chúng ta đang tìm kiếm những người đồng đội của mình. Kyle Barron,
Benatowski không dứt điểm. Bóng trở lại với Kai Baron, cơ hội để ném xa. Tích rồi. Đó là một tình huống dứt điểm ngay trong giây tấn công cuối cùng của Sài Gòn Heat. Rất hồi hộp nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã thu về được cho mình 3 điểm. Lúc này thì cách biệt là 14 điểm cho đại diện của... Như vậy chính xác cách biệt chỉ còn lại là 11 điểm, 43-54. Vừa rồi thì Murphy Bernatowski đã tiếp tục phạm lỗi với Maxiesso. Bernatowski sau lỗi cá nhân thứ ba cũng đã được rút ra, người vào sân thay thế đó là Chris Diaker. Những ghi điểm tốt nhất bên phía chúng ta đã phải tạm thời rời sân. Diaker với khả năng đã được chứng tỏ trong tình huống ấn tượng ở hiệp đấu thứ hai cũng là một cái tên rất đáng chờ đợi. Đây là Brandon, tiếp tục là Stephen Hurt. Những pha đi bóng rất khó chịu của các ngoại binh bên phía Indonesia. Và Brandon đã mang về một tình huống and one cho CUS này. Cầu thủ mang áo số 0 bên phía đối phương là một cái tên thi đấu cực kỳ khó chịu. Khả năng độc đoán tình huống và rebound rất tốt. Bên cạnh đó là những pha tấn công bản rổ của cầu thủ này cũng gây ra muôn vàn khó khăn cho các hậu vệ của chúng ta có thể cản phá được. Lúc này thì Brandon đã có được 10 điểm và tiến đến double double ở trận đấu này với 10 điểm và 11 tình huống rebound. Ngay sau đó thì Brandon cũng đã bị trọng tài thổi phạt sau tình huống cản phá đối với Sài Gòn Heat. Ở trên sân thì chúng ta thấy được là huấn luyện viên Kai Julius đã gọi Chris Diaker vào và dặn dò. Có lẽ tình huống phạm lỗi trước đó của Chris Diaker đã làm cho huấn luyện viên người Canada không thể hài lòng. Trevor Hill sẽ là người lên bóng cho Sài Gòn Heat. Đây là tình huống xử lý dành cho Trevor Hill. Baron, Chris Diaker, tấn công bản rổ của đối phương không thành công, rất đáng tiếc cho Chris Diaker. Tiếp tục là pha lên bóng dành cho Brandon. Wong Wai Long và đột phá dành cho CS9 và đó là hai pha ném phạt dành cho đại diện đến từ xứ Vạn Đảo. Wong Wai Long đã có tình huống cầu lỗi khá tốt. Wong Wai Long đã có rất nhiều năm kinh nghiệm thi đấu tại ABL. Anh ra mắt tại giải đấu này vào năm 2009 trong màu áo của câu lạc bộ Singapore Slinger. Với những kinh nghiệm mà có được thì đến lúc này Wong Wai Long cũng đã có được những đóng góp nhất định cho CS9 trong trận đấu ngày hôm nay. Ở trong trận đấu này thì Wong Wai Long đang có được 2 điểm và 2 tình huống rebound. Ở trong tình huống ném phạt đầu tiên thì anh ta đã xử lý không thành công. Tuy nhiên vẫn còn đó là cơ hội thứ hai với 1 điểm ghi được cho CS9. Hiện tại tỷ số đang là 54-43, khoảng cách 11 điểm vẫn đang được tái lập. Chris Diaker tiếp tục là số 20 của Sài Gòn Heat. Byron không thành công, một tình huống xử lý rất đáng tiếc của Kyle Byron. Jawato rất khó chịu, khả năng đi bóng và tấn công bản rổ của cầu thủ áo số 3 khiến cho Justin Young buộc phải phạm lỗi trong pha bóng vừa rồi. Thêm một lỗi nữa được tính cho đội chủ nhà. Trái với mùa giải năm ngoái thì chúng ta đang thấy được một CS9 chơi trực diện hơn và họ đang cho thấy được khả năng càng lướt rất khỏe trong những tình huống xâm nhập vòng bán nguyệt của Sài Gòn Heat. Và giờ đây thì Sang Đinh đã được đưa trở lại để thay thế cho Celia, người vẫn chưa thực sự thể hiện được quá nhiều ở trong trận đấu ngày hôm nay. Với lỗi cá nhân vừa rồi thì Justin John cũng đã khiến cho Sài Gòn Heat phải chịu hai quả ném phạt. Lúc này lỗi đồng đội của đội chủ nhà đã là 5. Tình huống ném đầu tiên của Jawato là khá tốt. Đến lúc này thì Jawato đã có được 8 điểm sau cú ném phạt đầu tiên thành công. Cơ hội dành cho Sài Gòn Heat với đợt tấn công tiếp theo, Kyle Biden. Đây là tình huống Trevor Hill dứt điểm không thành công, vẫn còn đó là một tình huống dứt điểm tiếp theo đến từ Kyle Biden. Người đi vào là tốt đến từ Diaker. Pha xâm nhập của Justin John nhưng anh lại không thể đưa bóng vào rổ. Cơ hội đã qua đi và lúc này là lời trả lời của câu lạc bộ CS9. Một lần nữa lại là lỗi của chúng ta.
sẽ có hai tình huống ném phạt dành cho Jawato. Jawato đang cho thấy được một sự khó chịu rất lớn trong những tình huống đột phá của mình. Anh không thực sự mang về điểm số ngay lập tức, nhưng nó kèm theo đó là những lỗi cá nhân của Sài Gòn Heat, và do lỗi đồng đội đã vượt quá con số 5 nên Sài Gòn Heat sẽ tiếp tục phải bị ném phạt. Thời gian thi đấu của hiệp 3 là còn rất dài, và lúc này thì chúng ta đã phạm đủ 5 lỗi đồng đội, đó sẽ là sự bất lợi trong khoảng thời gian còn lại dành cho đoàn quân của Kai Julius. Cú ném đầu tiên không tốt của Jawato khiến cho nhà thi đấu CS sôi động trở lại. Và áp lực từ bên phía khán đài của CS đang khiến cho Jawato gặp khá nhiều khó khăn, nhưng ở phải dứt điểm thứ hai thì anh tiếp tục đem lại một cảm giác bắn tốt. Và đây là Javon Hills vẫn bị theo sát, đó là Quang Quay Lòng. Sang Đinh, Javon Hills chuyền bóng trở lại cho Sang Đinh. Sang Đinh kể từ khi được tung vào sân chưa thể hiện được nhiều, nhưng đây là tình huống ném rổ đầu tiên không tốt đến từ Sang Đinh, và bóng trở lại với đội bóng áo tím. Một sự khó chịu trong các tình huống rebound đến từ Stephen Hood cùng với Brandon. Và đây là Maxi Esu, một tình huống xử lý hay đến từ Sài Gòn Heat. Và Kyle Byron có phản công, nhưng anh đã bị steal bởi Quang Quay Lòng. Sài Gòn Heat đã phải lui về để phòng ngự, và đó là tình huống phòng ngự thành công của Sài Gòn Heat. Người đã tham gia phòng ngự rất tốt đó là Christian Kerr. Vẫn sẽ có một tình huống áp bao và bóng dành cho COS Đại Indonesia. Người cầm bóng đó chính là Brandon. Và đây là Quang Quay Lòng. Tiếp tục là các cầu thủ áo tím với tình huống chuyền bóng dành cho Stefano có không độ. Anh ta ném không thành công. Và đây là cơ hội để cho Sài Gòn Heat phản công. Trevor Hills. Một tình huống lên bóng quen thuộc của cầu thủ áo số 1. Sang Đinh chuyền bóng cho Clyde Barron. Xoay trở và dứt điểm. Như vậy là các trọng tài xác định đã có lỗi của Maxi Esu trước đó, và sẽ không có một tình huống ném phạt cho Sài Gòn Heat. Đó mới chỉ là lỗi đồng đội thứ 3 của các cầu thủ Indonesia trong hiệp thi đấu thứ 3 này. Sẽ chỉ là tình huống phát bóng từ biên dành cho đội chủ nhà. Justin Young được chuyền dành cho Travon Hills. Một tình huống dứt điểm cũng không thành công, một pha air ball rất đáng tiếc đến từ số 1 của chúng ta. Và lại là tình huống lên bóng dành cho Maxi Esu, quá nhanh, quá nguy hiểm. Đó là những gì Maxi Esu thể hiện trong pha bóng vừa rồi. Dường như các cầu thủ của chúng ta không biết cách để ngăn chặn trung phong bên phía COS này. Đây là Sang Đinh, cao trò của huấn luyện viên Kai Julius cần phải chơi bình tĩnh hơn. Đó là cú ném tuyệt vời của Sang Đinh, 3 điểm đầu tiên trong trận đấu này của cầu thủ áo số 11. Đó là một tình huống đem lại hy vọng cho chúng ta. Khoảng cách giờ đây được quán xuống còn 12 điểm. Người đang cầm bóng đó là Maxi Esu. Tiếp tục là Brandon Quang Quay Lòng. Quay Lòng đang gặp khá nhiều khó khăn trong tình huống theo bóng đến từ các cầu thủ Sang Đinh, nhưng vẫn không phải dứt điểm đến từ Jawato. Người đi bao tốt đó là Byron, và đây là Simon Hills, cơ hội cho chúng ta phản công. Decker hơi vội vàng rồi, và người đã bắt bài đó là Maxi Esu. Và đây cũng là cầu thủ sẽ lên bóng cho CS này, Maxi Esu. Esu rất khó chịu, và lại là N1 cho Esu. Đây chắc chắn là những hình ảnh mà các cổ động viên của Sài Gòn Heat không muốn chứng kiến. Một cầu thủ cựu binh và trở lại với CS chơi tỏa sáng trước đội bóng cũ của mình. Và sau những phút giây khó khăn vừa qua thì huấn luyện viên Kyle Julius đã buộc phải đưa ra thêm một quyền ngoại ý nữa để giảm sự hưng phấn của đối phương. Sau khoảng nửa thời gian của hiệp thi đấu thứ 3 thì đến lúc này các cầu thủ Sài Gòn Heat thậm chí không cải thiện được khả năng dứt điểm của mình mà còn khiến nó giảm đi. Tỷ lệ field goal của đội chủ nhà lúc này đã giảm xuống còn chỉ còn là 38%. Họ mới dứt điểm thành công 16 lần sau 42 cú ném rồi đánh rổ của đối phương. Trong khi đó thì CLS này vẫn đang duy trì một mạch lên điểm và dứt điểm rất tốt. Họ có hơn 50% dứt điểm thành công rồi đánh rổ của đối phương, với tỷ lệ field goal đó là 56%. Bên cạnh đó thì những tình huống ném ba của các cầu thủ Sài Gòn Heat ở trong hiệp thi đấu thứ ba cũng
chưa gia tăng một cách thật sự mạnh mẽ. Mới chỉ có 7 cầu thủ ghi bàn thành công ở trong trận đấu này với tỷ lệ thành công đó là 30% dành cho đại diện của Việt Nam. Ngoài ra thì bên kia chứng kiến Brandon cũng đã có được cho mình cú double double khi có 11 pha rebound và 11 điểm cho đến thời điểm hiện tại. Dẫn đầu danh sách ghi điểm của trận đấu vẫn đang là Maxi Eso với 23. Và sau thời gian ngồi ý thì chúng ta đã thấy được sự trở lại của Bernatowski. Không có anh ở trên sân thì sân hết cũng không có quá nhiều cơ hội để gia tăng điểm số. Nên đây là một sự trở lại bắt buộc đến từ số 13 của Sài Gòn Heat. Trevon Hills đang là cầu thủ gây ra khá nhiều sự thất vọng trong màn trình diễn của Sài Gòn Heat trong ngày hôm nay. Tỷ lệ field goal của cầu thủ áo số 1 đến lúc này là 12%, mới thành công một lần trong tổng cộng 8 cú ném kể từ đầu trận. Trevor Hill sẽ là người lấy bóng. Sáng đến, rất tốt. Và đây là Justin Young không được vấn công cho Sài Gòn Heat, nhưng sau cùng thì Jawato đã đoạt lại bóng cho CLS này. Một tình huống xử lý rất chắc tay đến từ Jawato. Và đây là Brandon với tình huống chuyền bóng dành cho Stefanos. Nhưng đó là pha can thiệp cực kỳ hay đến từ Bernatowski. Đây là Trevor Hill. Cơ hội dành cho Byron. Cần phải có thêm những tình huống như vừa rồi. Và nhà thi đấu CS sẽ cần phải sôi động hơn nữa. Bernatowski có thêm 3. Thưa quý vị, Kai Byron có thêm 3 điểm cho Sài Gòn Heat. Và đây là Jawato đối đầu với Sandin. Anh ta vượt qua được các cầu thủ Sài Gòn Heat. Và đó là tình huống solo không thành công. Nhưng vẫn còn đó là một pha xử lý cực kỳ khó chịu đến từ Brandon, nhưng vừa rồi thì anh ta đã bị thổi phạt. Rõ ràng là Bernatowski là người đã phòng ngự tốt hơn. Sự trở lại của Bernatowski đang giúp cho thời khí có một khởi động tốt hơn. Và vừa rồi thì chúng ta đã được nhìn ngắm lại cái đánh ba tuyệt vời của Kai Barnes, một trung phong theo thiên hướng hiện đại thi đấu toàn diện. Điều kiện không tốt của Trevor Hill và đây là tình huống phản công quá tốt và dành cho Brandon. Hoàn toàn trống trải để thực hiện tình huống ấp rổ đầy tự tin. Hai điểm nữa dành cho Brandon. Vẫn là một sự khó chịu rất lớn từ Brandon. Đây là Byron và Trevor Hill. Bernatowski chuyền bóng cho Sandin. Tình huống phối hợp không ăn ý giữa Sandin và Justin Young. Đang có quá nhiều sự thiếu liên lạc giữa các cầu thủ của chúng ta trong tình huống tổ chức tấn công. Và một lần nữa thì chúng ta thấy được rằng Brandon đã thoải mái đến như thế nào trong pha úp rổ này. Sandin đã rất nỗ lực để chạy về nhưng anh vẫn không thể nào ngăn cản kịp tình huống dứt điểm đến từ đối phương. Và tình huống dứt điểm của Brandon được mở ra từ pha chuyền bóng sai sót của Trevor Hills. Cầu thủ đến lúc này vẫn đang thi đấu quá sức thất vọng bên phía Sài Gòn Heat. Anh đã có đến 3 tình huống turnover nhưng vừa rồi là một tình huống steal tốt của Trevor Hill. Cơ hội chúng ta và tình huống dứt điểm đến từ Trevor Hill không được rồi. Tuy nhiên vẫn còn đó là hai pha đánh phạt dành cho số 1 của Sài Gòn Heat. Trevor Hill cũng vẫn đang rất nỗ lực để cứu vớt lại màn trình diễn của mình trong ngày hôm nay. CS9 cũng đã chạm 5 lỗi đồng đội và lúc này thì lợi thế về mặt lỗi đồng đội cũng đã mất đi đối với đại diện của Indonesia. Hiện tại thì cả hai đội đều đang vượt quá con số 5 lần phạm lỗi đồng đội và như vậy sẽ có ném phạt trong những tình huống phạm lỗi tiếp theo. Tình huống ném phạt rất đáng tiếc đến từ Trevor Hill. Còn phải chắc tay hơn trong những tình huống free throw như vậy. Có lẽ là những tình huống xử lý không tốt trước đó khiến cho tâm lý của Trevor Hill lúc này đã thực sự không còn đủ tự tin nữa. Dẫu sao một điểm vừa rồi cũng có thể giúp cho tinh thần anh lên một chút. Đây là cơ hội dành cho Brandon. Không thành công. Tuyệt vời. Đó là Sài Gòn Heat đối thủ của hội thành công. Và đây là Trevor Hill. Đủ là bóng khá tốc độ và dứt điểm ở Colin Trubin. Không được rồi. Nhưng đó thì trọng tài đã thổi phạt đối với một cầu thủ của đối phương. Vì vậy pha dứt điểm của Trevor Hill cũng không được, không quá quan trọng. Chúng ta sẽ có hai cầu thủ ném phạt nữa dành cho cầu thủ áo số 1.
Còn đây là pha úp nổ không thành công trước đó. Và một lần nữa thì phải dành lời khen cho Trevor Hill cũng như là Sang Đinh trong tình huống phòng ngự. Những áp lực của hai cầu thủ này đã khiến cho Brandon có một pha úp rổ hoàn toàn thất bại. Sau đó thì cầu thủ áo số 0 cũng đã được rút ra nghỉ. Người vào sân bên phía câu lạc bộ CS9 đó là Sandy. Wong Wei Long cũng được rút ra và Hidayat, cầu thủ áo số 11 cũng được đưa vào sân để thay thế. Và trận đấu chúng ta sẽ trở lại với hai tình huống đánh phạt dành cho Travon Hills. Khoảng cách giờ đây đang là 13 điểm và đó đang có hy vọng được rút ngắn. Một pha đánh phạt tốt đến từ Travon Hills. Có lẽ vấn đề của Travon Hills ở trong trận đấu này đó là sự tự tin mà thôi. Khi mà cầu thủ này lấy lại được sự tự tin của mình thì có lẽ màn trình diễn của anh sẽ khả quan hơn. Đây là cơ hội dành cho CS9, Hidayat. Rất khó chịu, đó là một lắp tuyệt vời đã được chọn. Đối với Biden và đây là trang một hưu với hòa phán công dành cho Sagalit. Lại là lỗi đến từ các cầu thủ CS9. Đã có những cái đầu nóng không giữ được bình tĩnh của mình. Và người nổi nóng không ai khác đó là Maxi Iso. Đây là điều mà các cổ động viên của Saigon Heat không hề muốn thấy trong ngày hôm nay. Chúng ta xem lại pha block trước đó rất tốt đến từ Kai Barron mở ra cơ hội cho Saigon Heat. Và giờ đây thì Trevor Hill sẽ có thêm hai tình huống đánh phạt. Đang có những động tác chế giễu đến từ Maxi Iso với trọng tài chính. Và nếu như không giữ được bình tĩnh của mình thì cầu thủ mang áo số 18 bên phía đối phương hoàn toàn có thể nhận một lỗi kỹ thuật đến từ ban trọng tài. Và chúng ta vẫn đang tiếp tục chờ đợi quyết định từ trọng tài. Như vậy chúng ta đã quyết định có một lỗi cá nhân đầu tiên dành cho số 9 của CS9, đó là Sandy. Như vậy là cả hai cầu thủ gây hấn trong pha bóng vừa rồi, mỗi người đã đều phải nhận một lỗi kỹ thuật. Đó là Trevor Hill cùng với Maxi Iso. Của Trevor Hill cần phải có thêm những tình huống xử lý đầy tự tin như vừa rồi. Thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ ba là khoảng 3 phút và khoảng cách lúc này là 11 điểm. Và đó là được tung lắm xuống chỉ còn 10 điểm mà thôi. Cơ hội vẫn còn ở phía trước dành cho đội bóng của chúng ta. Vẫn là những tình huống áp sát ngay bên phần sân đấu vừa đến từ Saigon Heat và đây là Maxi Iso. Tình huống đột phá đến từ Iso bị cản lại bởi Bernatowski. Tiếp tục là Hurt và chuyền bóng khá thông minh. Sandy có khoảng trống và dứt điểm qua một bán nguyệt. Đó là một tổng ghi 3 điểm tốt đến từ bên phía đại diện của CS9. Bernatowski. Sandin. Cầu thủ chuyền bóng dành cho Travon Hills. Bắn 3. Và đó là mà bóng 3 đáp trả lại. Sandy Utomo. Đây là Maxi Iso. Iso truyền bóng cho Hidayat. Bóng đến vị trí của Utomo. Một tình huống phối hợp rất phức tạp đến từ đội khách. Hidayat vẫn chưa có cơ hội để dứt điểm khi mà chúng ta đang phòng ngự rất rác. Còn 4 giây. Một tình huống căng thêm đến từ Trevor Hill. Hắn chưa. Đó là tinh thần mà chúng ta cần thấy ở Saigon Heat trong ngày hôm nay. Một tinh thần thi đấu phòng ngự cực kỳ quyết liệt đúng với châm ngôn của họ đặt ra. Together we hustle. Và cơ hội để lên bóng và tấn công dành cho Saigon Heat sẽ trở lại với tình huống giao bóng từ phần cuối sân của Bernatowski.
người đang có mặt để phối hợp đó chính là Travon Hills. Cầu thủ đã có được mạch lên điểm rất ấn tượng trong những phút vừa qua. Với số điểm hiện tại của Travon Hills lúc này đã là 9 điểm. Travon Hills đối mặt với Hidayat. Bàn tìm cách vượt qua và tăng tốc. Vẫn đang tìm kiếm của đồng đội để thực hiện đường truyền gần 15 giây còn lại. Và đây là một pha phẩm không thành công giữa Travon Hills và Bernatowski. Đường truyền không chính xác vừa rồi đem đến rất nhiều sự thất vọng dành cho huấn luyện viên Kai Julius, và Travon Hills cần phải hạn chế điều đó. Hidayat đối mặt bàn đang là Sang Linh, đúng xử lý dành cho người đồng đội. Đây là Utomo đã thoát được đi nhưng không ghi điểm, và đó là rebound bao tốt đến từ Kai Baron. Travon Hills sẽ lên bóng cho đội chủ nhà. Travon Hills đối xử lý tốt với Bernatowski, và đây là Kai Baron không thành công. Và cầu đó là Travon Hills liên tiếp là những cầu thủ tấn công vẫn nằm trong tay của Sang Linh hết đường truyền. Đã có lỗi đến từ các cầu thủ CS này, và Travon Hills lại cầu lỗi tốt và để có cho mình thêm hai tình huống ném phạt. Đó đã là lỗi cá nhân thứ ba của Hidayat, cầu thủ mặc áo số 11 bên phía đối phương. Và như chúng tôi đã đề cập từ trước thì lúc này cả hai đội đều chạm mốc 5 lỗi đồng đội, vì vậy cứ một pha phạm lỗi sẽ là hai quả ném phạt cho đội bóng. Và nhìn vào tỷ lệ bóng ba của chúng ta vẫn đang dẫn đầu đối phương, tuy nhiên Travon Hills anh ta cần phải hiệu quả hơn nữa. Đã có khá nhiều những tình huống bỏ lỡ cơ hội của số 1 bên phía Sài Gòn Heat trong trận đấu này. Đó thực sự là một điều rất đáng tiếc. Travon Hills tiếp tục là điểm số dành cho Sài Gòn Heat 57-66. Những cách đã được rút ngắn xuống chỉ còn một con số, và Sài Gòn Heat cần phải chơi quyết liệt hơn trong một phút còn lại của hiệp thi đấu thứ ba này. Maxiasu tình huống đột phá không thành công, và đó là pha xử lý cực tốt của Travon. Kai Baron đã phòng ngự quá tốt trong những phút vừa qua, và đây là Travon Hills không được tình huống lên rổ. Sven layup không tốt của cầu thủ áo số 1. Bóng trở lại với COS này. Hidayat Utomo quá thoải mái để ghi hai điểm cho đại diện của Indonesia. Rất đáng tiếc khi những cơ hội phản công của chúng ta lại không thể thực hiện thành công. Và đây tiếp tục là một mới dành cho Sài Gòn Heat. Travon Hills, Justin Young chuyền bóng cho Sang Đinh, tự tin ném 3, không được. Nhưng đây là tình huống rebound rất tốt của Kai Baron. Travon Hills ném 3, tuyệt vời. Và cách này được rút ngắn xuống còn 8 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Và họ đang cố gắng bắt đường ngay một phần sân của đối phương. Bắt giờ số, thời gian còn lại chỉ là 6 giây mà thôi, và chúng ta cần phải sống sót qua cùng tấn công này của đối thủ. Maxiasu một pha đá ba không thành công, và hiệp thi đấu thứ ba cũng đã khép lại với khoảng cách là 60 và 68, tạm nghiêng về CS này. Nhưng đó là một sự trở mình đến từ Sài Gòn Heat rất đáng khích lệ ở trong hiệp thi đấu thứ ba này. Nếu chỉ tính riêng trong hiệp thi đấu thứ ba này thì chúng ta đang chiếm lợi thế về mặt điểm số. 22 điểm đã ghi được chỉ riêng trong hiệp thi đấu thứ ba, trong khi đó đối phương chỉ có được 17 điểm. Và lúc này thì sự tự tin và thế trận phần nào đó đã trở lại với thầy trò Kyle Julius. Và chúng ta hy vọng vào 10 phút cuối cùng của trận đấu này sẽ là một màn tỏa sáng nữa của đội chủ nhà để có thể mang về chiến thắng đầu tiên của mùa giải năm nay ngay trên sân nhà. Và với 22 điểm vừa rồi thì đó cũng là thành tích tốt nhất kể từ đầu trận của Sài Gòn Heat trong mỗi hiệp đấu. Ở hiệp đấu đầu tiên thì họ có được 20 điểm, hiệp thi đấu thứ hai chỉ có 18 điểm. Nhưng với 22 điểm này, chúng ta đang có tiền đề để có thể tạo ra một cuộc lộ ngược dòng ở trong hiệp thi đấu cuối cùng. Và thật sự bất ngờ thưa quý vị, Travon Hills trong hiệp thi đấu thứ ba này đã là người chơi rất xuất sắc với việc vươn lên có cùng 16 điểm cùng với Bernatowski, trở thành hai cái tên ghi điểm tốt nhất cho đội chủ nhà đến lúc này. Người đứng ở vị trí thứ hai cũng chỉ kém hơn một điểm mà thôi, đó là Kai Baron với 15 điểm đã có được cho Sài Gòn Heat. Về mặt rebound thì chúng ta cũng đã cải thiện rất nhiều. Kai Baron, Travon Hills cùng với Justin Young là những người rebound rất tốt với lần lượt là 8, 6 và 3 lần. Như đã nói thì việc bắt đầu hạn chế được khả năng rebound đến từ Brandon đã giúp cho Sài Gòn Heat có được lợi thế nhiều hơn. Ngoài ra thì Maxiasu vẫn đang có được cho mình 24 điểm. Cần phải nói thêm là trong hiệp thi đấu thứ ba này thì các
cầu thủ của chúng ta đã hạn chế rất tốt khả năng ghi điểm của Maxi Enzo, người đã chỉ có được duy nhất một điểm trong hiệp thi đấu thứ ba. Đó là điều mà chúng ta cần phải khích lệ về tinh thần thi đấu cũng như là lối chơi của thầy trò Kyle Julius. Và thực sự việc hạn chế được đầu tàu ghi điểm của đối phương đã giúp cho Sài Gòn hạn chế được rất nhiều điểm số mà Jason Lai có được ở trong hiệp đấu này. Như vậy là hiệp thi đấu thứ tư đã bắt đầu với chuyền giao bóng thuộc về đội khách Hidayat. Cơ hội tấn công dành cho CS này còn lại 10 giây và đó là tình huống áp bao dành cho Sài Gòn hết. Sóng gió đã qua đi và cơ hội để tấn công trở lại với chúng ta. Người sẽ giao bóng đó là Kyle Barron. Xác định trả bóng cho Trevor Hill và anh sẽ là người lên bóng cho Sài Gòn hết. Sự tự tin đang trở lại với số 1 của Sài Gòn hết và đột phá cơ hội dành cho Bernatowski. Điểm đầu tiên trận thi đấu thứ tư thuộc về đội chủ nhà và lúc này cách biệt chỉ còn là 6 điểm. Một sự trở lại cực kỳ mạnh mẽ của Sài Gòn hết và chúng ta vẫn đang tiếp tục phát huy được sự hiệu quả của mình. Đây là Stephen Hutt cần phải song song qua những đợt lên bóng của đối phương. Hidayat, Kai Barron đối đầu với Stephen Hutt. 5 giây. Và phòng ngự rất tốt đến từ các cầu thủ Sài Gòn hết và người đi bao vừa rồi đó là Bernatowski. Trevor Hill tấn công bằng đôi bóng. Tuyệt vời, đó là những sự hiệu quả của Sài Gòn hết. Rất hay, rất hiệu quả, rất tuyệt vời. Đó là bầu không khí của sân vận động CIS. Ngọn lửa nhiệt huyết đã trở lại với Sài Gòn hết. Chúng ta xem lại pha xử lý của Trevor Hill rất tự tin để tấn công người đại diện của đối phương và ghi hai điểm tiếp theo. Đó là điểm số thứ 18 của Trevor Hill trong trận đấu này. Một sự bùng nổ ở nửa sau của trận đấu đến từ cầu thủ mang áo số 1 đã giúp cho màn trình diễn của Sài Gòn Heat tới lúc này thực sự khởi sắc hơn rất nhiều. Từ 13 điểm chúng ta đã rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 4 điểm mà thôi. Và hy vọng về một cuộc lật đổ vẫn đang còn ở phía trước đối với Sài Gòn Heat. Vẫn còn quá nhiều thời gian trận thi đấu thứ tư này và chúng ta đang cảm nhận thấy được tinh thần của Sài Gòn Heat đã trở lại. Và với tinh thần đang lên này thì lối chơi Small World cùng với những pha bắn 3, chúng ta hãy cùng hy vọng nó cũng sẽ đem lại những hiệu quả tốt hơn ở những phút tiếp theo. Cái điểm tốt nhất bên phía đội khách đến lúc này đã tỏ vẻ bối rối. Bên cạnh đó thì những đội hình của CS này không cho thấy được quá nhiều dấu ấn. Và đó là cơ hội tuyệt vời để Sài Gòn Heat có thể tạo nên màn lội ngược dòng trong ngày hôm nay. Trevor Hill, người đã có được 18 điểm, 6 tình huống đi vào và 5 pha kiến tạo cho đến lúc này. Đặc biệt màn tỏa sáng của cầu thủ người Mỹ được thể hiện chỉ ở nửa sau của trận đấu này mà thôi. Và khi có được sự trở lại của người dẫn dắt bóng bên phía đại diện của Việt Nam ở giải AFF lần này, chúng ta đang chứng kiến Sài Gòn Heat mạnh mẽ hơn nhiều so với nửa đầu của trận đấu. Và đây là quân quay lòng đối mặt với Trevor Hill. Đang cố gắng vượt qua sự đột phá của cầu thủ số 5. Nhưng đó là cầu thủ ném ngay vào cạnh rổ. Và đây là cơ hội để cho Sài Gòn Heat phản công. Trevor Hill không được khả năng, tiếc hơi thiếu một chút lực để có thể làm nên 3 điểm. Hơi vội vàng, đó là những gì mà Trevor Hill đã làm trong tình huống vừa rồi. Nhưng sự vội vàng cũng đã được thể hiện trong pha dứt điểm trước đó của Won Wei Long. Tinh thần của Sài Gòn Heat vẫn còn và chúng ta vẫn đủ tự tin để có thể làm nên chuyện trong trận đấu này. Brandon đang là người dẫn bóng cho CS này. Tiếp tục là Brandon. Đây là Maxi Enzo. Đối mặt với Bernatowski. Cú ném từ xa không thành công. Và Byron là người đã rebound tốt. Đây là cơ hội dành cho chúng ta. Trevor Hill. Từ đột phá thành công của Trevor Hill. 67-68 vô cùng tuyệt vời. Khoảng cách lúc này chỉ là 2 điểm mà thôi và mọi thứ vẫn còn phía trước với thời gian còn rất nhiều. Như vậy là Trevor Hill đã có tình huống phạm lỗi với Won Wei Long. Đó đã là lỗi cá nhân thứ tư của Trevor Hill trong trận đấu này. Cầu thủ áo số 1 cần phải chơi cẩn trọng hơn, nhưng trước tiên thì chúng ta hãy nhìn ngắm lại pha ghi điểm gần nhất của Trevor Hill
Điểm số thứ 20 của Trần Bồ Hiệu trong trận đấu này. Maxi Iso vẫn đang là Iso đối mặt với Bonatowski. Rất khó khăn để cho Iso có thể vượt qua. Đây là cơ hội Brandon đối mặt với Kai Baron. Sandy hết giờ, cú đá không tốt và đó là rebound rất tuyệt vời đến từ Bonatowski. Lên bóng là Trevor Hill. Cơ hội để chúng ta có được điểm số. Trevor Hill. Đến lúc này đã thực sự được diễn ra với tỷ số hiện tại là 69-68. Rất đáng tiếc cho Sài Gòn Heat là trọng tài đã bắt lỗi đối với Bernatowski trong tình huống cướp bóng vừa rồi. Đó cũng đã là lỗi cá nhân thứ tư của cầu thủ áo số 13. Nhưng đây là cú ném quyết định vừa rồi mà Trevor Hill đã mang đến sự sôi động cho nhà thi đấu CIS. Một pha ra tay tuyệt vời của cầu thủ áo số 1. Và đó đã là điểm số thứ 23 của Trevor Hill trong trận đấu này. 20 điểm và 7 pha rebound. 23 mới chính là con số đích thực của Trevor Hill. Và tình huống đáp trả đến từ CSI không thành công. Xác định đi vào, cơ hội lên bóng dành cho Sài Gòn Heat. Tiếp tục là Trevor Hill với một sự hồi sinh cực kỳ mạnh mẽ. Trevor Hill chuyền bóng cho Justin Young. Bóng trở lại tay của cầu thủ áo số 1. Rất lắc léo. Chuyền bóng cho Bernatowski. Justin Young. Hết 3 thành công. Tuyệt vời. Tỷ số lúc này đã là 72-68. 4 điểm cách biệt dành cho đội chủ nhà. Và cú ném 3 thành công vừa rồi đã được tiếp nối bằng một tình huống out of bounds. Bóng lên dành cho Sài Gòn Heat. Bầu không khí trên sân CS đang bóp nghẹt các cầu thủ CS này Indonesia. Sài Gòn Heat đang cực kỳ hưng phấn và đó là điều mà chúng ta đang cực kỳ mong đợi ở đầu trận đấu chính bây giờ. Với tình huống ném 3 thành công vừa rồi thì đó đã là pha ném 3 thành công thứ 13 trong trận đấu này của Sài Gòn Heat. Rõ ràng Smallball cần phải có sự tỏa sáng của những tình huống dứt điểm thành công bên ngoài vòng bán nguyệt và chúng ta đang làm được điều đó thực sự tốt ở hiệp thi đấu thứ 4. Không có cú ném 3 thành công tiếp theo dành cho Trevor Hill nhưng đã có lỗi của một cầu thủ sạc CS này đối với Justin Young. Và mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Sài Gòn Heat. Và vừa rồi là lỗi cá nhân thứ tư của Maxi Iso. Chỉ còn một lỗi nữa thôi thì sẽ là foul out dành cho số 18 của đại diện xứ vạn đảo. Một đường truyền không thực sự tốt nhưng đó là bóng dành cho Sài Gòn Heat. Tài xác định Zawato là người đã chạm bóng sau cùng trước khi bóng đi hết đường biên dọc. Vẫn là quyền giao bóng thuộc về đội chủ nhà Justin Young. Kai Barron cũng trở lại với Trevor Hills. Rất khó chịu Justin Young. Chuyền bóng cho Kai Barron, cơ hội không dứt điểm từ xa mà là một tình huống xâm nhập bản đồ đối phương. Thời gian đã hết. Lần này thì các cầu thủ Sài Gòn Heat đã không tập trung lần thứ 3 trong trận đấu này và để cho đồng hồ đếm giày đi về con số 0. Thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ 4 là 6 phút 2 giây và lợi thế mà chúng ta đang có được trước đối thủ là 4 điểm. Rõ ràng việc cải thiện khả năng field goal lên đến 44% của đội chủ nhà đã mang đến một sự hiệu quả rất lớn dành cho đoàn quân của Kyle Julius. Đó là pha lên rổ rất mạnh mẽ đến từ Zawato và có thêm 2 điểm dành cho đại diện của Indonesia. Đây là lúc mà Sài Gòn Heat tiếp tục phải gia tăng điểm số của mình. Bernatowski, Kyle Barron vượt qua được, đó là Stephen Hurt. Tiếp tục là Barron. Đó là phẩm chất của một trung phong. Đánh vào bản rổ của đối phương thì phải chắc chắn có 2 điểm như Kyle Barron. Và đó là điểm số thứ 17 của Kyle Barron trong trận đấu này. Giờ đây chúng ta sẽ phải phòng ngự trước đợt tấn công của đối phương. Brandon, người đang rất cố gắng để trở lại trong hiệp đấu này và vừa rồi anh đã có được cho mình 2 điểm. Một chút nữa thôi thì Kai Barron đã có thể phòng ngự thành công. Bóng đến tay của Bernatowski, bóng tác giả Bernatowski. Justin Young không thành công nhưng
lẽ ra phải có lỗi dành cho các cầu thủ CS này. Đây là tình huống tấn công của họ, và đó là một cú úp rổ quá mạnh mẽ đến từ Brandon. Hai điểm tiếp theo, và lúc này điểm số là 74-0. CS này đã cắt đứt chuỗi không ghi điểm của chính họ và vươn lên rất mạnh mẽ trong ít phút vừa qua. Sang Đinh, tuy nhiên lợi thế tấn công của Sangin là vẫn còn. Một cú block từ Bắc Seoul, bóng dành cho Sài Gòn Hit Young. Chính xác là bóng của Sài Gòn Hit sau khi Justin Young đã bị ngăn cản bởi Brandon. Ở tình huống lên rổ trước đó thì Maxiaso là người đã can thiệp rất đúng lúc, ngăn cản tình huống dứt điểm của cầu thủ áo số 12 Trevor Hills. Kai Barron, Bernatowski không thành công. Một cú ném bà không được chuẩn xác của cầu thủ áo số 13, và giờ đây là Maxiaso. Chúng ta chờ quyết định của trọng tài. Dường như đó đã là lỗi của Murphy Bernatowski. Trận đấu của cầu thủ mang áo số 13 cũng đã kết thúc ở đây. 5 lỗi cá nhân của Bernatowski đồng nghĩa với việc foul out. Lúc này thì Chris Dierker sẽ là người được đưa vào sân để thay thế cho Bernatowski. Cầu thủ người Canada cũng có thể hài lòng với màn trình diễn đã qua của mình, với 18 điểm ghi được dành cho câu lạc bộ Sài Gòn Hit trong trận đấu đầu tiên tại ABL. Dù sao thì đó cũng cho thấy được nỗ lực hết mình của Bernatowski ở trong trận đấu đầu tiên của anh ở sân CS ở giải ABL năm nay. Và chúng ta hãy cùng hy vọng những người đồng đội sẽ tiếp nối quyết tâm và cũng như là ước mơ giành được chiến thắng đầu tiên của Bernatowski trong khoảng thời gian còn lại. Maxiaso vừa rồi đã có được điểm số 75 dành cho CS9 sau pha ném phạt đầu tiên thành công. Trong ngày trở lại sân CIS thì cầu thủ này vẫn đang gây ra khá nhiều khó khăn cho Sài Gòn Hit. Nhưng vừa rồi là một tình huống đá phạt không thành công. Trevor Hill sẽ lại là người lên bóng dành cho đội chủ nhà. Trevor Hill đã có lỗi của Zawato. Một tình huống kéo tay của cầu thủ bên phía đối phương. Đó là lỗi thứ ba của Zawato trong trận đấu này. Nhưng đó mới chỉ là lỗi đồng đội thứ hai của đội khách. Và vì vậy chúng ta sẽ chỉ được phát bóng từ biên mà thôi. Và giờ đây Sài Gòn Hit vẫn còn cơ hội để tiếp tục pha tấn công của mình với 15 giây còn lại trong bảng điện tử. Và người phát bóng cho Sài Gòn Hit sẽ là Justin Young. Rất hồi hộp với khoảng thời gian nhạy cảm còn lại, đang là hơn 4 phút một chút. Carl Biden đường truyền dành cho Trevor Hills. Trevor Hills đối mặt với Zawato, bắn ba! Trevor Hills! Thật sự là không thể tin được với màn trình diễn của Trevor Hills ở nửa sau của trận đấu này. Quá xuất sắc! Và cầu thủ mang áo số 1 cũng đã vươn lên là người ghi điểm tốt nhất ở trận đấu với 26 điểm. Pha rebound không thành công và tình huống tấn công dành cho Sài Gòn Hit. Trevor Hill tiếp tục là số 1 của chúng ta. Trevor Hill đường truyền dành cho Sang Đinh. Pha tấn công tạm thời được giảm nhịp nhưng vẫn còn trong tay của Sài Gòn Hit. Cơ hội tiếp tục dành cho Trevor Hill đường truyền và có khoảng trống cho Sang Đinh đột phá, và đó là bóng dành cho CS9. Sang Đinh đã hơi quá tự tin trong pha xử lý vừa rồi. Nhưng trước đó thì ở mặt trận phòng ngự, Kai Barron lại một lần nữa cho thấy được khả năng block của mình là tốt đến như thế nào. Anh chính là người đã ngăn cản Maxiaso ghi điểm. Đây là Zawato, Stephen Hurt, Wong Wei-long rất khéo léo. Không có tình huống dứt điểm thành công và bóng trở lại với Sài Gòn Hit. Đây là Trevor Hills. Cơ hội tấn công dành cho Sài Gòn Hit. Và đây là tình huống mà đã có một pha phạm lỗi đến từ bên phía đội bóng áo tím. Người phạm lỗi đó là trung phong mà áo số 41, Stephen Hurt. Đó là lỗi cá nhân thứ ba của cầu thủ này và cũng là lỗi đồng đội thứ ba của đội bóng áo tím. Điều quan trọng là pha bóng vẫn nằm trong tay chúng ta với 18 giây, một khoảng thời gian đủ để chúng ta có thể gây ra áp lực lớn dành cho đối thủ ở phần sân của họ. Đây là Kyle Barron.
tiếp tục là Baron và đây là Trouble Hills. Hill có khoảng trống và bóng ba. Trouble Hills. Đó đã là lần thứ 6 trong trận đấu này. Trouble Hills khiến cho nhà thi đấu CIS phải bùng nổ với một tình huống ném ba thành công của mình. Chúng ta xem lại pha bóng này, rất tự tin sau tình huống screen rất tốt của Kai Baron. Và đó là cú ném gần như thật sự quan trọng ở thời điểm mà trận đấu chỉ còn lại khoảng 2 phút 47 giây. Hãy ngắm nhìn pha bóng này đi, hãy ngắm nhìn màn trình diễn của Trevor Hills. Quá tuyệt vời ở nửa sau của trận đấu và đặc biệt là trong hiệp thi đấu thứ tư. Lúc này cầu thủ mang áo số 1 đã có 29 điểm cho Sài Gòn Heat với 6 tình huống ném 3 thành công. Quá tuyệt vời. Chúng ta đã được chứng kiến một cuộc lột xác, một sự lột xác cực kỳ ngoạn mục của Trevor Hills ở trong hai hiệp đấu cuối cùng, đó là hiệp 3 và hiệp 4. Anh đã chơi cực hay với những pha bắn 3 điểm cực kỳ hiệu quả và đem Sài Gòn Heat trở lại với trận đấu này. Không chỉ trở lại mạnh mẽ mà họ còn vượt lên giữa các đối phương. Có khoảng cách hiện tại đang là 5 điểm. Tỷ lệ field goal được cải thiện lên đến 45%, cho thấy Sài Gòn Heat đã chơi bùng nổ đến như thế nào trong nửa sau của trận đấu này, đặc biệt là hiệp thi đấu thứ tư. Tỷ lệ ném 3 của họ lúc này cũng đã lên đến 42% với 14 tình huống ném 3 thành công sau 33 cú ném bên ngoài vòng bán nguyệt. Quá tuyệt vời. Trevor Hill 29 điểm, 9 rebound và 6 trên 11 tình huống ném 3 thành công trong trận đấu này. Đó là tất cả những gì mà Trevor Hill đã làm được và giúp cho Sài Gòn Heat đang lội ngược dòng và dẫn trước đối phương với khoảng cách là 5 điểm. Và chúng ta đang tiếp tục phòng ngự trước đợt tấn công tiếp theo của CS9. Chúng ta đang duy trì được một hàng phòng ngự chắc chắn trong phút vừa qua và đang gây ra rất nhiều sự khó khăn dành cho Hot. Và ta tiếp tục thất bại trong pha bóng vừa rồi. Tiếp tục là một đợt lên bóng dành cho Sài Gòn Heat với người cầm bóng là Trevor Hills. Chúng ta chờ đợi màn trình diễn của Trevor Hills. Không được. Cú ném không tốt nhưng Diaker đã rebound rất tuyệt vời. Kai Baron không ném 3 nhưng đó là tình huống đột phá tốt của Baron. Vẫn còn dành cho Justin Young không thành công, rất đáng tiếc. Và đây là tình huống phản công dành cho CS9. Không được. Đó chỉ mới là lỗi cá nhân thứ hai của Justin John mà thôi. Và đó là lỗi đồng đội thứ tư, không có ném phạt. Chính xác hơn thì trong tình huống vừa rồi, trọng tài đã xác định đó là một pha lên rổ của số 3 bên phía CS9 và sẽ có hai pha ném phạt dành cho các cầu thủ CS9. Vừa rồi thì Sawato đã vượt qua được áp lực đến từ các khán đài của CS và ném vào rổ thành công. Cú ném thứ hai cũng rất tốt. Hai điểm tiếp theo dành cho đại diện của Indonesia. Tỷ số lúc này là 77-80. Khoảng cách 3 điểm Sài Gòn Heat đang tạo ra Sang Đinh. Rất khỏe. Và đó là tình huống giữ bóng tốt của Sang Đinh. Tiếp tục là Trouble Hills. Chúng ta đang muốn tận dụng nút thời gian tấn công của mình để kéo dài hơn thời gian của trận đấu. Tiếp tục là Kyle Byron. Đó là cú ném của Sang Đinh. Sau đó bóng trở lại với Sawato. Đây là tình huống 3-3. Sawato không thành công. Cái này là người bao tốt. Đó là tình huống người bao cực kỳ chất lượng đến từ số 33 của Sài Gòn Heat. Chúng ta đang tiến đến 1 phút 30 giây cuối cùng với lợi thế là 3 điểm trước CS9. Và rõ ràng lúc này sự chậm rãi của Trevor Hill là vô cùng hợp lý. Chúng ta cần đánh chậm rãi, cắt chia những cơ hội mình có được và phòng ngự thật chắc chắn. Trevor Hills ném vào cự ly trung bình không thành công và Maxieso đã rebound tốt. Tiếp tục là Eso. Justin Young đã nỗ lực và tạm thời té ngã. Eso bắn ba không thành công và đó là pha rebound đến từ Stefanos. Và sau đó thì các trọng tài đã thổi lỗi đối với Trevor Hills. Và đó là lỗi foul out dành cho Trevor Hills. Vô cùng đáng tiếc dành cho Sài Gòn Heat. Người thi đấu đầy nhiệt huyết, người thi đấu
xuất sắc nhất cho đến lúc này. Bên phía Sài Gòn Heat đã phải dừng trận đấu của mình ở đây với 29 điểm. Một màn trình diễn quá tuyệt vời của Trevor Hill. Và anh nhận được những tràng pháo tay của các cổ động viên trên các khán đài CIS. Lúc này thì huấn luyện viên Kyle Julius cũng đã yêu cầu quyền hội ý để nhằm giảm sự hưng phấn của đối phương, cùng với đó là bàn bạc những chiến thuật để có thể giữ vững được lợi thế hiện tại trong chỉ vỏn vẹn là một phút còn lại của trận đấu này. Vâng, một phút rất quan trọng đối với Sài Gòn Heat, và hiện tại họ vẫn đang có được lợi thế, có thể nói là vừa đủ đối với CS9 80-77. Và lúc này thì chúng ta càng phải hy vọng nhiều hơn vào khả năng phòng ngự của hai cầu thủ đã khẳng định được bản thân mình tại VBA những mùa giải vừa qua cũng như là mùa giải gần nhất, đó là Chris Tucker và Justin Young. Với sự vắng mặt của Trevor Hill trong đội hình thì có lẽ Cody Celia sẽ là người được lựa chọn ở vị trí cầu thủ dẫn bóng của Sài Gòn Heat trong một phút còn lại của trận đấu này. Và chúng ta hy vọng Celia có thể thực hiện và tiếp nối được khả năng đến từ Trevor Hill và lắp được khoảng trống mà cầu thủ áo số 1 bên phía Sài Gòn Heat để lại. Hiện tại thì CLS này Indonesia vẫn còn đó cho mình, đó là những cú ném phạt. Người thực hiện là Stephen Hurt. Stephen Hurt đến lúc này mới chỉ có 8 điểm và những tình huống ấn tượng của anh ở mặt trận rebound. Đó là 16 tình huống. Cú ném đầu tiên của anh đã thành công. Cách biệt được rút ngắn xuống chỉ còn 2 điểm dành cho đại diện của Indonesia. Rất căng thẳng và sức ép trên sân CS đang đè nặng lên hết. Và anh ta đã không thành công ở cú ném thứ hai, nhưng vẫn còn đó là một tình huống phát bóng ở cuối sân dành cho đại diện đến từ xứ vạn đảo. Sài Gòn Heat cần phải tiếp tục thể hiện được sự chắc chắn trong bức tường phòng ngự của mình. Kai Barron là hy vọng lớn nhất của chúng ta ở mặt trận phòng ngự với chiều cao tốt lên đến 2m08. Brandon không thành công. Và Barron đã rebound rất tốt. Justin Young phản công dành cho Sài Gòn Heat, đường truyền tốt dành cho Celia. Và đây là Kai Barron giữ bóng chắc trong tay để tận dụng tất cả những thời gian tấn công của Sài Gòn Heat còn lại, đó là 10 giây. Và Kai Barron đang đối mặt với lại Stephen Hurt. Anh ta đã vượt qua và quyết định bắn 3 đến 4. Tình huống của Barron và vừa rồi đã có tình huống xử lý không tốt của Decker. Các trọng tài đã cho rằng bóng out of bounds trước khi một cầu thủ bên phía CUS này, đó là Wong Wai Long, chạm bóng. Như vậy là huấn luyện viên bên phía của đội bóng Indonesia cũng đã rất khôn khéo khi sử dụng quyền timeout và sẽ đưa bóng lên từ giữa sân thay vì là một tình huống phát bóng ở cuối sân. Thời gian còn lại của trận đấu này chỉ còn khoảng hơn 30 giây. Và đây sẽ thực sự là 30 giây cực kỳ gây cấn và hồi hộp dành cho đội chủ nhà. Họ đã có một màn lội ngược dòng quá xuất sắc ở nửa sau của trận đấu này, nhưng lúc này khoảng cách là quá mong manh, chỉ là 2 điểm mà thôi. Và chúng ta phải hy vọng vào khả năng phòng ngự tốt của Kai Barron cùng với Chris Tucker cũng như là Justin Young để có thể giữ vững được lợi thế mong manh này. Một trận đấu cực kỳ căng thẳng đã đưa các khán giả trên sân CS đi và rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và sau hết đến lúc này thì cũng gặp đôi chút bất lợi về mặt lỗi đồng đội khi họ đã phạm 5 lỗi đồng đội, và trong những tình huống tấn công tiếp theo chắc chắn là đoàn quân của ông Rosom sẽ cố gắng câu lỗi để thực hiện được những tình huống ném phạt. Điều đó cũng khiến cho Sài Gòn Heat sẽ không thể chơi quyết liệt trong khoảng 30 giây còn lại của trận đấu này. Chúng ta trở lại với những diễn biến tiếp theo, những diễn biến sau cùng. Và quyền giao bóng sẽ thuộc về các cầu thủ CS9. Đây là Brandon. Cầu thủ xử lý tiếp tục dành cho người đồng đội của anh, Maxiezu. Đang rất chắc chiêu cơ hội, đó là Maxiezu, còn lại 2 giây và lên rổ không thành công. Và vừa đi vào, tiếp tục là Maxiezu, cơ hội dành cho đại diện của xứ vạn đảo, và đó là 80 đều vô cùng đáng tiếc cho Sài Gòn Heat.
Như vậy là huấn luyện viên Kai Julius cũng sử dụng quyền timeout của mình một cách đầy hợp lý sau khi chúng ta giành lại quyền kiểm soát bóng. Chúng ta còn lại đó là 14,4 giây, một thời gian đủ để cho Sài Gòn Heat có thể thực hiện pha tấn công quyết định đến kết quả của trận đấu này 80 đều. Và chúng ta đang nắm trong tay ngọn cờ của chiến thắng. Cần phải hết sức tập trung, và huấn luyện viên Kai Julius cũng cho thấy được rằng ông đang thật sự đổ hết tâm huyết của mình vào tình huống tấn công cuối cùng này. Thắng bại của trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi pha tấn công chỉ còn trong đúng 14 giây nữa mà thôi. Các cầu thủ Sài Gòn vẫn đang nhận được sự ủng hộ cực kỳ nhiệt tình đến từ các cổ động viên có mặt trong sân CAS. Và người chuyền bóng sẽ là Justin Young, cầu thủ áo số 12. Chúng ta đã có những cảm xúc thăng hoa nhất của sân khách trong trận đấu này, và đây đang chờ chờ lòng sự thăng hoa hơn nữa đến từ Justin Young và những người đồng đội. 10 giây. Tiếp tục là Justin Young quyết định đột phá. Vẫn chưa tìm được khoảng trống, quyết định đột phá. Justin Young! Một tay và hy vọng không còn dành cho CS này, chiến thắng thuộc về Sài Gòn Heat. Quá tuyệt vời, Justin Young chính là người hùng của chúng ta với một tình huống cú sút ở những giây cuối cùng. Hai điểm cực kỳ quan trọng của cầu thủ áo số 12 đã khiến cho cầu trường CS hoàn toàn nổ tung, và lúc này các cổ động viên đã tràn xuống sân và màn ăn mừng đã bắt đầu được diễn ra tại trường quốc tế Canada. Chúng ta xem lại pha xử lý thật sự quá tuyệt vời của Justin Young, xoay trở và lên rổ cực kỳ tự tin. Hai điểm không thể quan trọng hơn của cầu thủ này. Đó là một bàn thắng rất tuyệt vời đến từ Justin Young. 82-80, chiến thắng với chỉ 2 điểm mà thôi. Và đó là một trận đấu đầy cảm xúc mà chúng ta đã trải qua cùng với Sài Gòn Heat trên sân CS. Bây giờ xin mời quý vị khán giả đến với phần phỏng vấn sau trận đấu của truyền hình FPT. Xin chào và hẹn gặp lại.
Quý khán giả của truyền hình FPT thân mến, chúng ta đã có một trận đấu đầu tiên của mùa giải mới IBL với Sài Gòn Heat vô cùng khó khăn. Tuy nhiên chính vì vậy mà chiến thắng của chúng ta càng được tô đậm và đây là một chiến thắng mang lại rất nhiều cảm xúc. Ngay bây giờ hãy cùng với Hiếu Nghĩa chúng ta cùng gặp gỡ những người đã làm nên chiến thắng ngày hôm nay của Sài Gòn Heat. Hello Trevon Hughes, it's the first match for you for Sài Gòn Heat, the very first match of IBL. And how do you feel about your performance today? And how do you feel about when you are voted as the MVP of this match? MVP of this match is a shocker. You know, I was so excited since this was my first match of the ABL. And I just didn't have that much energy in the first half. You know, I wasn't playing my game. And luckily, you know, my team fought. Like our slogan said, together we hustle. They hustled throughout the first half. I was able to collect myself in the locker room. You know, I had some tough love from the players and the coach. And I was able to, you know, regain my focus and get my energy back up. And, you know, it showed in the second half. We fought together. We played well together. We made some crucial stops. And obviously, I think the game should go to Justin for making that last basket. I wish you luck at the next match of Sài Gòn Heat. And see you at next week. Thank you. Thưa quý vị, là Trevon Hughes cảm thấy vô cùng phấn khích khi mà anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất của trận đấu này. Và với những sự chỉ đạo tận tình của huấn luyện viên thì đội đã có lội ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 3 và hiệp 4. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến toàn bộ khán giả và cảm nhận không khí tuyệt vời của IBL. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với thuyền trưởng của Sài Gòn Heat, đó là Mr. Kyle Julius. Hi Mr. Kyle, this is the very first match of you at IBL new season. And how do you feel about this match? It's too hard. And which point do you feel pleasant and which point do you feel we need to improve? Well, that's not the tempo that we want to play with. And Trevon, our point guard, I felt like for the first three quarters, he was passive. I didn't feel like he was aggressive. I felt like he was soft, and I told him that. And if he's going to walk the ball up and play slow like that, we're not going to have a good year. But if he wants to attack and create and allow us to play with tempo, then we're going to have a good year. And he did that in the fourth quarter. He got it going. I felt like we were really undisciplined. With 2 minutes left, we took bad shots. So this will be a good learning experience. I didn't think we played great. That's a new team down there with new coach. We're a new team. So it was a messy game. I mean, I'm happy that we won, but we got a lot of work to do. I hope you will next win at next week. Thank you. Wish you luck. Thank you. Thưa quý vị, Mr. Kyle Julius thực sự cảm thấy ngày hôm nay đội không thực sự có một trận đấu tốt và đã có nhiều thời điểm đội rơi vào tình thế bị động. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của Trevon Hughes và các cầu thủ với sự cố gắng, nỗ lực thì đội cuối cùng cũng đã có được một chiến thắng. Một chiến thắng tuyệt vời và một trận đấu tuyệt vời. Mr. Kyle Julius cảm thấy vô cùng hạnh phúc về trận đấu này. Một lần nữa cảm ơn sự cổ vũ của các khán giả tại nhà thi đấu CS và các khán giả theo dõi qua truyền hình FPT dành cho Sài Gòn Heat. Bây giờ thì hãy tận hưởng chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới ngay trong trận ra quân. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau, trận đấu tiếp theo trên sân nhà của Sài Gòn Heat. Xin chào và hẹn gặp lại.